thần cấp ở rể. chương 261, thiếu hụt tài chính. Vậy nên, ngay ở tổng bộ công ty Hoa Cường, Bạch Nhạn Phi và Lâm Thư Âm gặp lại nhau một lần nữa. Lâm Thư Âm ôm trầm lấy Bạch Nhạn Phi, nước mắt chảy ròng ròng, cậu biết không, trong thời gian cậu rơi vào hôn mê, tớ vẫn phải chăm lo cho công ty. Những lúc rảnh rỗi thì lại lo lắng cho cậu. Bạch Nhạn Phi cũng ôm chặt lấy Lâm Thư Âm, được rồi được rồi, khoảng thời gian này bận rộn quá rồi đúng không? tớ đã về rồi đây vậy là cậu có thể nhẹ nhõm hơn một chút nhé lâm thư âm khẽ nói người ta là lo lắng cho an toàn của cậu đó bận rộn mệt mỏi một chút cũng không tính là gì bạch nhạn phi mở to hai mắt hả đó còn không phải là do cậu giỏi sao lượn chỉ cần cậu an toàn đương nhiên là muốn chia sẻ với cậu một chút rồi lâm thư âm nín khóc mỉm cười sau đó hai người cùng nhau cười thật to cô này là Cuối cùng Lâm Thư Âm cũng chú ý đến Tiêu Sắc đang đi bên cạnh Bạch Nhạn Phi, bắt gặp dáng vẻ hiên ngang của cô ta thì cảm tình lập tức tăng thêm gấp bội. Tiêu Sắc của Hồng Bang, Tiêu Sắc mỉm cười đưa tay ra. À, thì ra là Tiêu Sắc của Hồng Bang, không ngờ cô lại là một cô gái xinh đẹp thế này. Lâm Thư Âm vội vàng cùng giới thiệu với Lâm Thư Âm, tôi chính là Lâm Thư Âm. Tiêu Sắc thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên Lâm Thư Âm không phải là dạng xinh đẹp bình thường khí chất toát ra cũng không phải loại người bình thường đều có. Cũng khó trách Diệp Vô Phong tuyên bố với mình là anh đã có bạn gái. Ba cô gái ngồi cùng nhau, cùng bàn bạc về vấn đề trả giá cho hạng mục cải tạo lại cảng Hoa Hải. Vấn đề lớn nhất đặt ra trước mắt đó chính là sự thiếu hụt về tài chính. Sau khi giao cho phòng tài vụ tính toán, cuối cùng rút ra được kết luận là, cho dù trước mắt Hoa Cường có chi hết tài lực ra, thì mới có khoảng 140 tỷ audio điện tử võ tấn bền. Bạch Nhạn Phi nói, kể cả là từ bên phía gia đình của tôi, có thể gom góp được một ít tiền bạc nhưng cũng chỉ như là hạt cát trên sa mạc thôi. Tiêu Sắc nói, tài chính trong tay của tôi cũng có thể lấy ra, nhưng tối đa cũng chỉ có 300 triệu. Lâm Thư Âm nhìn về cô ta rồi gật gật đầu, không còn cách nào khác đành nói, để tôi gọi điện cho Vô Phong, xem anh ấy có biện pháp nào không. Tiêu Sắc nói, trong tay anh Diệp sao có thể có nhiều tiền như vậy chứ? Bạch Nhạn Phi nói, dù sao thì có khó khăn gì cứ đi tìm anh ta. Hừ. Tiêu Sắc càng nhận định rằng Diệp Vô Phong có một năng lượng dày lớn. Cô ta nôn nóng chờ kết quả sau khi Bạch Nhạn Phi liên hệ với Diệp Vô Phong. Được rồi, anh ấy đã đồng ý, ngày mai anh ấy sẽ đem tiền đến. Bạch Nhạn Phi vui mừng hớn hở. Ngày mai, Tiêu Sắc há miệng thật to, anh Diệp nói có thể cầm đến được bao nhiêu tiền? Bạch Nhạn Phi nói, anh ấy vừa mới nói rằng vì để cho nguồn tài chính của chúng ta dư giả thêm một chút, trước tiên cứ cầm 6.000 tỷ đến trước, không đủ thì lại bù thêm vào. Đầu óc của tiêu tường hoàn toàn mơ hồ, tổng giám đốc bạch, theo ý cô nói, trong tay anh Diệp thật sự có số tiền khổng lồ vậy sao? Bạch Nhạn Phi nói, tôi mặc kệ, anh ấy nói là anh ấy mượn tiền bạn. Kể cả anh ấy có đi cướp ngân hàng, chỉ cần ngày mai có đủ số tiền lớn như vậy là được rồi. Tiêu sắc cười khổ, cho dù bây giờ anh Diệp có sắp xếp đi cướp ngân hàng ngay lập tức, thù trong thời gian một ngày cũng không thể nào cướp được 6.000 tỷ. Lâm Thư Âm nói, được rồi, nhiệm vụ bây giờ của chúng ta là sắp xếp công việc ở công ty cho thật tốt rồi chuẩn bị hồ sơ đấu thầu. Vậy nên, chúng ta nhất định phải tiếp xúc với mấy người có quyền thế ở Hoa Hải trước, hiểu rõ tất cả các phương diện của hạng mục cải tạo lại cảng Hoa Hải. Tiêu sắc cũng sốc lại tinh thần, được tôi sẽ nghĩ cách liên hệ với người phụ trách các ban ngành liên quan. Thời điểm Tiết Phi hoàn hảo như cũ đứng trước mặt mộ dung trí, ông ta hoàn toàn sụp đổ. Ông ta biết, muốn cứu sống Tiết Phi cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trừ khi trong vòng 3 ngày Diệp Vô Phong có thể tu luyện quyển sách, điều cơ bản trong công pháp của phái Long Môn, đến một cảnh giới nhất định nào đó. Nhưng đây thực sự là chuyện không thể nào xảy ra. Nếu như Diệp Vô Phong làm được, vậy thì quả thật chuyện này giống như việc có một vị thần tồn tại rồi mộ dung trí với tôi mà nói bây giờ ông đã hết giá trị lợi dụng rồi tôi hỏi ông một chuyện nếu như ông có thể trả lời được vậy thì tôi có thể tha cho ông một mạng diệp vô hồn lạnh lùng nói mộ dung trí im lặng không nói gì diệp vô hồn nói tiếp bây giờ ông lập tức liên lạc với hoàng hiền đức nói rằng ông có chuyện quan trọng cần tìm ông ta mộ dung trí tiếp tục im lặng Diệp vô phong nháy mắt với Tiết Phi, không phải anh vẫn luôn nghĩ đến việc trả thù sao? Được rồi, trong mắt Tiết Phi lóe lên sự tà ác, một một bước liền đi đến trước mặt mộ dung trí, bốp bốp bốp, liên tục mười mấy cái tát. Tát đến mức mặt của mộ dung trí sưng thành đầu heo luôn. Không, không muốn, nhưng mặc kệ ông ta có phản bác thế nào, sao Tiết Phi có thể dừng tay chứ? Sau khi đánh cho ông ta dụng năm sáu cái răng, Diệp vô phong mới nhẹ nhàng dựng bàn tay lên, Tiết Phi lập tức dừng lại, lùi về vị trí bên cạnh diệp vô phong anh phong tuyệt đối không thể để cho ông ta chết tôi muốn băm vằm ông ta thành nghìn khúc thiếu một khúc cũng không thể được tôi nhất định phải từ từ xẻo thịt tiết phi lộ ra vẻ hung ác thật ra mộ dung trí cũng vô cùng sợ hãi mục đích ông ta hại tiết phi là muốn bảo toàn tính mạng của mình bây giờ chuyện này đã thất bại vậy nén ông ta cố gắng mở miệng nói diệp vô phong có phải cậu đã tu luyện quyển sách bí mật của phái long môn đúng không diệp vô phong khẽ nói đây không phải là vấn đề ông cần quan tâm vạn vật trong trời đất người có đức đều có thể sở hữu mộ dung trí tôi muốn tìm hoàng hiền đức có rất nhiều chuyện khác tôi muốn làm phiền ông ta bây giờ ông nhất định phải phối hợp với tôi nếu không tôi sẽ giao ông cho tiết phi xử lý được rồi nhưng nơi hoàng hiền đức thường hay đi đến có ba chỗ tôi sẽ chỉ cho cậu chỗ đó vì mạng sống của mình mộ dung trí không thể không phối hợp với diệp vô phong tốt lắm, mộ dung trí, nếu như tôi không tìm thấy Hoàng Hiền Đức, khi trở về sẽ cho ông nếm đủ. Diệp vô phong và Tiết Phi xoay người rời đi. Mộ dung trí hung ác nói, nếu các người dám làm gì tôi, ngây định sẽ phải chịu sự trả thù điên cuồng của nhà họ mộ dung. Đi được nửa đường, Tiết Phi lái xe, không nhịn được nữa liền hỏi, anh Phong, tên mộ dung trí này anh định xử lý thế nào? Vì sai lại không làm thịt ông ta luôn. Diệp Vô Phong nói, công ty dưới danh nghĩa của Hoàng Hiền Đức là thứ chúng ta đã có được. Vậy nên nhất định mộ dung trí cũng có công ty đứng tên ông ta, có đúng không? Ánh mắt của Tiết Phi sáng lên, đúng vậy. Anh Phong thật sáng suốt, nhất định là anh muốn ép khô tiền lời mà bọn chúng có. Ha ha! Trong biệt thự của Hoàng Nguyên Hưng, con trai của Hoàng Hiền Đức. Hoàng Hiền Đức đang nằm trên giường bệnh, liên tục thở dài, Nguyên Hưng à, tên Diệp Vô Phong kia thực sự là quá lợi hại. Lúc đầu ta muốn liên lạc với sư tổ của con là mộ dung trí đến đây đối phó với cậu ta. Ai ngờ lúc này trong hội không ai liên lạc được với ông ấy. Khoảng thời gian này chúng ta phải chú ý một chút, con cố gắng đừng đi đến công ty, chẳng may tên kia tìm đến cửa, thì coi như xong đời rồi. Hoàng Nguyên Hưng đứng thẳng người kiêu ngạo, nghe thấy thì nhíu mày nói, bố, bố bao nhiêu tuổi rồi mà còn suốt ngày dây vào mấy chuyện giang hồ báo thù này. Lại nói thêm, bây giờ là xã hội pháp trị, chỉ với tên Diệp vô phong kia, chẳng lẽ anh ta còn dám đến công ty chúng ta gây sự? Chẳng lẽ cảnh sát cũng không trị được anh ta sao? Con không tin. Hoàng Hiền Đức tức giận nói, đừng cãi bố. Trên thế giới này luôn có một lực lượng như vậy, đứng bên ngoài các quy tắc của xã hội. Ví dụ như gia tộc giàu có mộ dung bây giờ mới bắt đầu làm giàu, cũng đều sử dụng mấy hoạt động quỷ quyệt. Đương nhiên, ngay cả tích lũy ban đầu của nhà chúng ta cũng đã không được ngay thẳng. Nếu như chính phủ muốn thanh toán chúng ta, e rằng chúng ta cũng không thể có kết cục tốt. Vậy nên, nhà mộ dung này là một cái cây to một tay che trời, là bén chúng ta nhất định phải dựa vào. Vâng, bố, con biết rồi. Mặc dù bên ngoài Hoàng Nguyên Hưng rất kính cẩn nhưng trong lòng lại vô cùng xem thường. Bảo vệ biệt thự thật tốt, tăng thêm nhiều người nữa. Hoàng Hiền nước dặn dò thêm lần nữa. chương 262, gừng càng già càng cay mặc dù hoàng nguyên hưng đồng ý nhưng lúc anh ta cầm theo chiếc cặp công văn vội vàng rời đi thì căn bản là không thèm để ý đến lời bố dặn là gì bởi vì trong nhận thức của anh ta những người trong giam hồ kia vốn dĩ không hề có khả năng xông vào biệt thự của mình một cách trắng trợn như thế được tổng giám đốc hoàng chào anh hoàng nguyên hưng vừa ngồi vào ghế trong chiếc xe cadillac của mình liền nghe thấy giọng nói này vang lên hả hoàng nguyên hưng muốn mở cửa xe ra chạy trốn theo bản năng nhưng mà một con dao lạnh buốt kề vào cổ anh ta không được nhúc nhích mấy người mấy người là ai mặc dù trong lòng hoàng nguyên hưng sợ hãi nhưng bên ngoài anh ta vẫn có tỏ ra bình tĩnh diệp vô phong nói hoàng hiền đức dám ra tay tàn độc với chúng tôi vậy nên từ giây phút kia trở đi vận mệnh của ông ta đã được định sẵn rằng nhất định phải tan cửa nát nhà hả hai người chính là những kẻ trong giang hồ kia lá gan của hai người quá lớn rồi đấy Bây giờ đã là xã hội dùng luật pháp để trị. Dù sao thì Hoàng Nguyên cũng nhận được giáo dục đại học, làm nghiên cứu sinh, nên anh ta nói ra mấy lời này rất đường hoàng chính nghĩa. Mẹ nó, nó nhảm nhiều quá. Bốp, Tiết Phi trực tiếp đánh ngất anh ta, rồi lôi người từ trong xe ra ngoài. Sau đó cùng với Diệp Vô Phong đi thẳng vào biệt thự. Sáu tên vệ sĩ bình thường trong biệt thự đã bị Tiết Phi đánh ngất xỉu từ lâu, đang bị trói chung lại một chỗ. "Hả? Diệp Vô Phong?" sao các người tìm được nơi này? Dưới sự kinh hãi, Hoàng Hiền Đức rầm rầm, ngã từ trên giường xuống dưới đất, lập tức bị đau đến mức toát mồ hôi chán. Nhìn kỹ lại thấy trong tay Tiết Phi đang lôi theo một người, Hoàng Hiền Đức vội vàng nói, Nguyên Hưng. Con sao rồi? Sao hai người lại bắt con trai tôi? Đạo lý trên giang hồ là không được đụng đến người nhà, hai người phải tuân thủ quy tắc này. Diệp vô phong vốn dĩ không thèm nhìn Hoàng Hiền Đức kêu gào, anh vì tiện kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Ôi chao, Hoàng Hiền Đức, loại người không biết xấu hổ như ông, sao đột nhiên lại nhớ rõ quy tắc trên giang hồ vậy? Được thôi, nếu ông đã nhắc đến quy tắc trên giang hồ là không được gây hại cho người nhà đúng không? Vậy bên phía tôi thì tổng giám đốc Bạch cũng được coi như người nhà đúng không? Sao mẹ nó, ông có thể ra tay đối phó với một cô gái yếu đuối như cô ấy chứ? Là ông không tuân thủ quy tắc trước, vậy thì cũng đừng trách tôi trả thù vô tình hoàng hiền đức cố gắng đỡ sàn nhà giữ vững cơ thể dựa vào thành giường chán nản nói diệp vô phong cậu muốn điều kiện gì tôi đều có thể đồng ý chỉ cầu xin cậu tha cho con trai của tôi ha ha không phải ông luôn đánh lén sao hoàng hiền đức bây giờ tôi cho ông một cơ hội chỉ cần ông có thể trốn thoát từ trong tay đàn em của tôi vậy thì ân oán giữa chúng ta sẽ xóa bỏ từ đây diệp vô phong tràn đầy tự tin lạnh lùng nói trong lòng Hoàng Hiền Đức chợt nổi lên một tia hy vọng, cậu nói thật chứ? Diệp vô phong gật đầu, đương nhiên. Vậy được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hoàng Hiền Đức nhìn Hoàng Nguyên Hưng đang nằm trong tay Tiết Phi, chỉ cần tôi có thể trốn thoát một tiếng, các người không bắt được tôi thì phải thả con trai tôi ra. Từ đây chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không liên quan gì đến nhau cả. Diệp vô phong gật đầu, được, cứ như vậy đi. Tôi muốn ông thua tâm phục khẩu phục. Đánh, Hoàng Hiền Đức không nói một câu, không biết móc ra thử gì đó, vung tay ném về phía Tiết Phi. Ông ta không dám tùy tiện đánh lén Diệp Vô Phong để tránh việc thất bại trong nháy mắt. Đánh lén Tiết Phi, Diệp Vô Phong sẽ không để ý đến ông ta nữa, vậy thì ông ta mới có cơ hội tung xương độc ra một lần nữa, nhân cơ hội trốn thoát. Dùng lại chiêu cũ nhưng Hoàng Hiền Đức vẫn tràn ngập lòng tin. Ai ngờ Diệp Vô Phong đột nhiên nghiêng người, phất tay một cái. Thế là trên tay Diệp Vô Phong bổ phát ra một nguồn năng lượng hữu hình không chất, nhưng có thể cản bùa ngũ độc mê hồn của Hoàng Hiền Đức lại giữa chừng. Lai động, lá bùa bay rất nhanh kia sau khi bị chặn lại thì giống như một tấm giấy bình thường bay xuống dưới đất. Giống như năng lượng bám trên tấm bùa cũng đã hoàn toàn tan biến. Chuyện này, cậu đã làm gì? Hoàng Hiền Đức kinh ngạc, cho dù là sư phụ của ông ta mộ dung trí, cũng không làm được như Diệp Vô Phong, chỉ tùy tiện ra tay cũng có thể ngăn được tấm bùa do mình ném ra tiết phi thấy người ông ta muốn đánh lén chính là mình không kìm được chửi ầm lên con mẹ nó chứ hoàng hiền đức ông còn dám ra tay về phía tôi quả thật không phải là người rồi bố anh ta không tiến lên đánh hoàng hiền đức mà lấy tay đánh vào đầu hoàng nguyên hưng đánh đến mức hoàng nguyên hưng xoay nửa vòng ngã nhào trên đất vùng đầu nhận chấn động vậy mà anh ta lại tỉnh lại bố chuyện gì đây sai bọn họ lại xuất hiện ở đây. Báo cảnh sát nhanh lên, Hoàng Nguyên Hưng cảm thấy mặt mình đau đớn bỏng rát, lo lắng hỏi. Bụp, Tiết Phi đá một cú về phía bụng dưới của Hoàng Nguyên Hưng. Hoàng Nguyên Hưng hét thảm một câu, bị đá văng xa hơn 2 mét, đau đến mức cả người vặn vẹo trên sàn nhà. Đừng đánh con trai tôi, sau khi Hoàng Hiền Đức tung ra lá bùa đầu tiên, nhưng không đủ năng lượng để ném ra tấm bùa thứ hai ngay sau đó. Bởi vì một mặt là ông ta đang bị thương, ảnh hưởng đến việc phát huy công lực. Mặt khác, cho dù ông ta không bị thương cũng không có cách nào liên tục sử dụng bùa để tấn công. Muốn trốn thoát một mình sao? Con trai ông còn ở đây này. Diệp Vô Phong khoát tay với Tiết Phi, Tiết Phi liền dừng lại, không đánh Hoàng Nguyên Hưng nữa. Nếu như ông không bắt đầu trốn đi, vậy thì chúng tôi bắt đầu giết con trai ông luôn vậy. Diệp Vô Phong lạnh lùng nói. Không, đừng giết con trai tôi, cậu muốn gì cũng được. Muốn cái mạng già này tôi cũng cho cậu." Hoàng Hiền Đức gấp gáp đến độ tròng mắt muốn lồi ra ngoài. "Nếu con trai ông chết, vậy thì nhà họ Hoàng lập tức đoạn tử tuyệt tôn, không còn con cháu nối dõi." Diệp Vô Phong rút ra một chồng tài liệu, đưa cho Hoàng Hiền Đức, "Được thôi, tôi không giết Hoàng Nguyên Hưng, nhưng tôi muốn công ty dưới tên nhà họ Hoàng các người chuyển nhượng sang cho tôi." "Vâng vâng vâng, tôi chuyển nhượng." Hoàng Hiền Đức biết là do mình làm sai trước. Diệp vô phong không giết bố con hai người đã là nương tay lam rồi. Không, bố, bố không thể làm vậy. Đó là tâm huyết của cả đời chúng ta. Mặc dù Hoàng Nguyên Hưng bị đánh thành đầu heo rồi nhưng vẫn liều mình không chịu từ bỏ tiền tài. Đột nhiên Tiết Phi lao lên phía trước một bước, dẫm một phát vào chỗ đùi bị cắt mất của Hoàng Hiền Đức. A, à, Hoàng Hiền Đức cố gắng chịu đựng nhưng vẫn hét lên thảm thiết, nghe cực kỳ thê lương. Không, mấy tên khốn kiếp các người, thả bố tôi ra! Đây là phạm pháp, Hoàng Nguyên Hưng gào thét, lại bị Hoàng Hiền Đức vẫy tay ngắt lời, "Nguyên Hưng, mau ký tên chuyển nhượng đi." Mặc dù Hoàng Nguyên Hưng không cam tâm, nhưng giờ cả hai bố con đều rơi vào tay đối phương, hơn nữa hai bên lại còn có thủ oán, anh ta cũng chỉ có thể thở dài ảm đạm. Diệp Vô Phong mỉm cười nói, "Thật ra kể cả hai người không ký tên, thì tôi vẫn có biện pháp khống chế công ty của các người như thường." "Ký, chúng tôi ký." Hoàng Hiền Đức nói luôn miệng, "Chỉ là Tôi muốn biết, cuối cùng thì cậu là ai? Sao thủ đoạn lại thâm sâu cay độc như vậy? Diệp Vô Phong mỉm cười nói, thân phận của tôi tạm thời đang là bí mật. Nếu như ông nhất định muốn biết, tôi cũng có thể nói cho ông nghe. Chẳng qua là, một khi đã biết thân phận của tôi, vậy thì tôi chỉ có thể giết ông. Bây giờ, ông còn muốn biết nữa không? Hoàng Hiền Đức nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra mình và nhà họ Mộ Dung từ bao giờ đã đắc tội một người tuổi trẻ tài cao thế này. Bởi vì vốn dĩ ông ta không nghĩ đến phái Long Môn kia, thậm chí cũng không thể tin, người đứng đầu Long Môn sẽ đến Hoa Hải tranh một lợi ích nho nhỏ thế này chứ. Tất cả cổ phiếu trong tay và các cổ phần khác đã chuyển nhượng xong rất nhanh. Diệp vô phong cất gọn những văn kiện kia lại, rồi thu hồi cả thẻ ngân hàng của hai bố con Hoàng Hiền Đức. Lúc này anh mới gật đầu một cái, tiết phi, hai bố con này tôi giao lại cho anh. Ha ha, vậy thì tôi chuẩn bị sẵn sàng lấy dao rồi. Tiết phi cười to. Chương 263: Vô cùng thông minh. Hai bố con nhà họ Hoàng sau khi ký tên xong thì uể oải đến cực điểm. Hoàng Hiền Đức không nghĩ ra, chỉ bởi vì một lần ra tay đường đột mà mất đi tất cả doanh nghiệp của gia tộc. Nghe thấy Tiết Phi còn muốn giết bố con mình, Hoàng Hiền Đức giận dữ hét lên: "Diệp Vô Phong, cậu đã nói thì phải giữ lời." Diệp Vô Phong gật đầu: "Tiết Phi, thả họ đi đi." Nhưng mà, Hoàng Hiền Đức, ông nhất định phải rời khỏi Hoa Hải ngay trong đêm. Nếu không một khi để tôi biết ông vẫn còn chỗ dung thân ở hoa hải thì hoàng hiền đức liên tục gật đầu vâng 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 bố con chúng tôi cam đoan sẽ rời khỏi hoa hải trong đêm bây giờ đặt vé máy bay ngay tiết phi cảnh cáo nói nếu các người dự định rời khỏi hoa hải thì việc giữ lại tính mạng cho hai người xem như là điều kiện trao đổi còn nữa xin hai người chú ý đã đi rồi thì cũng đừng liên hệ gì với người ở hoa hải nữa vâng đúng đúng nguyên hưng lập tức đi sắp xếp cho tất cả người nhà họ hoàng chúng ta rời đi hoàng hiền đức cảm nhận được nỗi sợ hãi thật sâu không dám nói tiếp gì nữa vậy nên hoàng nguyên hưng đứng yên tại chỗ bắt đầu gọi điện thoại vợ con mình bảo họ chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng rời khỏi hoa hải từ nay về sau không quay về nữa chúng tôi có thể đi rồi đúng không hoàng nguyên hưng chật vật đến cùng cực nhưng đã chuyển nhượng hết tất cả cổ phần và công ty cho đối phương rồi quả thật là chả còn gì để thu dọn nữa Tiết Phi nhìn về phía Diệp Vô Phong, anh liền gật đầu, được. Nhớ kỹ giao hẹn giữa chúng ta, nếu không, các người không gánh nổi hậu quả đâu. Hoàng Nguyên Hưng khó khăn đứng lên, ôm lấy Hoàng Hiền Đức, đỡ ông ta lên chiếc xe Cadillac kia rồi lái xe rời đi. Bố, chúng ta thật sự phải rời Hoa Hải ngay lập tức sao? Hoàng Nguyên Hưng nhịn đau đớn trên mặt, luồng khí đè nén trong lồng ngực không có chỗ phát tiết, ánh mắt anh ta lạnh lùng, bây giờ con có thể báo cảnh sát, để cảnh sát đến bắt bọn họ, Hoàng Hiền Đức chán nản thở dài, Nguyên Hưng, chẳng lẽ con không nhận ra sao, Diệp Vô Phong kia không phải người đơn giản. Con cho rằng cảnh sát đến thì có thể trừng trị Diệp Vô Phong sao? Hai, bố có cảm giác, nếu Diệp Vô Phong là kẻ tốt lành thì đã không đến rồi. Thật ra mục đích cậu ta đến Hoa Hải không phải nhầm vào chúng ta. Cái gì, bố, có phải bố hồ đồ rồi hay không? Anh ta đã cướp đi tâm huyết vài chục năm của chúng ta, vậy mà còn không phải nhầm vào chúng ta sao? hoàng nguyên hưng không thể tin được hoàng hiền đức gật đầu mặc dù chúng ta bị dạy dỗ rất thảm nhưng cũng phải trách bố quá tự tin đá phải cục sắt là nhà họ hoàng chúng ta nhận đúng tội nhưng trong quá trình chúng ta ký tên có thể nhìn ra được có vẻ như với những trình tự thủ tục này diệp vô phong vô cùng quen thuộc đồng thời có vẻ như cậu ta không hề để ý đến chỗ tài sản kia của chúng ta bố càng nghĩ càng sợ diệp vô phong đó là ai chứ hoàng nguyên hưng mơ hồ nửa ngày lắc đầu không nói sau đó hoàng hiền đức bổ sung từ tây cả biểu hiện này của diệp vô phong việc cậu ta đến hao hải chắc hẳn là nhằm vào nhà mộ dung cái gì tên này đúng là nằm mơ hoàng nguyên hương giật nảy mình chỉ dựa vào bọn họ mà muốn nhằm vào nhà mộ dung bọn họ đây là muốn chết sao hoàng hiền đức nói mặc kệ cuộc tranh chấp lần này ở hoa hải ai thắng ai thua nhà họ hoàng có thể bình yên rời đi không nhảy vào vũng nước đục này là được nguyên hưng của đi thay người, đây chính là lựa chọn của chúng ta. Nếu như nhà mộ dung có thể đánh bại được Diệp Vô Phong, lúc đó chúng ta quay về phát triển cũng không muộn. Hoàng Nguyên Hưng cắn răng nói, thế nhưng mà, bố, con không cam tâm. Hoàng Hiền Đức thở dài, đương nhiên bố cũng không cam tâm rồi. Nhưng những tài sản kia, so với tính mạng của cả nhà chúng ta, cái nào quan trọng hơn? Chúng ta không thể lấy tính mạng của cả nhà ra mạo hiểm. Hoàng Nguyên Hưng hít sâu một hơi, được rồi. Bố, thật ra con nghĩ nên liên lạc với người nhà Mộ Dung, rồi đem chuyện Diệp Vô Phong muốn nhằm vào bọn họ nói cho họ nghe, để họ chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Hoàng Hiền Đức lắc đầu cười khổ, kể cả có nói cho người nhà Mộ Dung thì bọn họ cũng chỉ xem chuyện này như chuyện cười mà thôi. Chúng ta không cần phải tự dước lấy nhục, vẫn nên rời đi trước rồi nói sau. Hai bố con bàn bạc, tạm thời chuyển nhà đến tỉnh khác, nhưng vẫn để lại thân tín của mình quan sát tình huống của Hoa Hải, tiện cho việc ngóc đầu lại ở đây sau này hoàng hiền đúc mới cảm thấy vô cùng may mắn vì quyết định ngày hôm nay bởi vì sau đó ông ta quả thật đã chứng kiến nhà mộ dung bị hủy diệt đến mức ông ta không dám nổi lên những suy nghĩ đối đầu với diệp vô phong nữa anh phong anh cứ thả bọn họ đi như vậy sao chẳng may bọn họ mật báo cho nhà mộ dung thì sao chứ quả nhiên tiết phi cũng có nghi ngờ như vậy diệp voi phong cười nhạt nếu như bọn họ có ý nghĩ khác vậy thì tự mình chịu sự diệt phong anh xoay xoay chiếc điện thoại di động của mình chỉ cần tôi ra lệnh một cái chiếc xe kia của bố con họ sẽ lập tức nổ tung tiết phi tặc lưỡi dựng ngón tay cái về phía diệp vô phong anh phong thật sáng suốt diệp vô phong nói có gan làm tổn thương bạch nhạn phi lúc đầu tôi cũng không có ý định bỏ qua cho họ nhưng cái tên hoàng hiền đức kia rất thông minh không dám dở trò gian lận sau lưng tôi hai người cũng nhanh chóng lên xe rời đi trên đường đi Diệp Vô Phong dùng điện thoại gọi thẳng cho một ngân hàng nào đó ở nước ngoài, yêu cầu bọn họ chuyển 6.000 tỷ vào một tài khoản ngân hàng do anh chỉ định. Đối phương hỏi đi hỏi lại để kiểm hứng thân phận của Diệp Vô Phong, lúc này mới đồng ý chuyển tiền. Wow, tiền về rồi, ngay cả Bạch Nhạn Phi, vào lúc nhìn thấu tin nhắn cũng khó thể nào tin được 1, 2, 3, 4, đúng 6.000 tỷ. Trời à, với thân phận của Bạch Nhạn Phi thì cũng không phải là cô chưa thấy tài khoản có nhiều tiền thế này nhúng trong vòng một ngày có thể gom được rất rất nhiều tiền thế này, quả thực là rất lợi hại. Hả, thật sự gom được sao? Trong lòng Lâm Thư Âm cũng nhảy loạn lên, 6.000 tỷ đó, không phải là 600 triệu đâu. Tiêu sắc cũng nôn nóng, nghiêm túc đến lại các số không một lần nữa, gật đầu xác định đúng là 6.000 tỷ. Tổng giám đốc Lâm, Tổng giám đốc Bạch, chúng ta không cần lo lắng về vấn đề tài chính nữa. Lâm Thư Âm thực sự cũng không nhịn được, liền gọi chi diệp vô phong một cuộc điện thoại thành thật khai báo anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cho dù là đi vay cũng không có chuyện vay nhanh như vậy vay mà diệp vô phong trả lời rất đơn giản vay ai có thể ngay lập tức cho anh vay nhiều như vậy lâm thư âm vẫn không thể tin anh có một người bạn người đó không tiện để lộ danh tính em yên tâm đi đảm bảo nguồn gốc của tiền không có vấn đề được rồi dù sao thì nhiều tiền như vậy cũng là chuyện tốt Lâm Thư Âm không hỏi ra được gì, đành phải cúp điện thoại. Lại qua ba ngày, Bạch Nhạn Phi và Lâm Thư Âm, tiêu sắc, ba cô gái đã chuẩn bị hồ sơ đấu thầu chu đáo, sẵn sàng mọi chuyện, chỉ còn chờ mời ngày sau đem đến đại hội đấu thầu. Mộ dung trí đã tạo thành thói quen, chính là bình thường không ở nhà nhiều, thì cũng là đi đến núi cao rừng sâu để tu luyện. Vậy nên, chuyện ông ta đột nhiên biến mất nhiều ngày như vậy, căn bản là không ai hỏi đến. Cho dù là quản lệ xu kia, kể cả bốc hơi khỏi thế gian, vậy mà không ai hỏi thăm đến. Mộ Dung Hào Giang lại lo lắng một chuyện, giá đấu thầu. Chuyện cải tạo lại cảng Hoa Hải, nhà Mộ Dung đã rơi vào tình thế bắt buộc. Như vậy, trong lúc đấu thầu, nhất định không thể để cho những doanh nghiệp bên ngoài khác bỏ phiếu, nếu không, có khả năng sẽ xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Là một kẻ kiêu ngạo như Mộ Dung Hào Giang thì sao có thể để cho chuyện này xảy ra chứ? Nhân Nhi, con đã điều tra rõ ràng chưa? tổng cộng có bao nhiêu doanh nghiệp tham gia đấu thầu. Trong tay mộ dung hào giang cầm theo hai khối cầu, lạch cạch, xoay chuyển, hỏi một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh. chương 264, vô cùng thuận lợi. Bố, người không cần lo lắng, tất cả những công ty lớn tham dự lần đấu thầu này đều là bạn bè của chúng ta. Mộ dung nhân kính cần đứng bên cạnh ông cụ nhà mình, khép nép báo cáo. Mộ dung hào giang nhắm mắt lại, ừ, nhân nhi, con luôn luôn cẩn trọng, nếu không, sản nghiệp của gia tộc chúng ta cũng sẽ không giao cho con quản lý. Một câu thôi, cách làm việc của con, ta rất yên tâm. Mộ dung nhân tiếp tục cúi người, cảm ơn bố đã bồi dưỡng. Mộ dung hào giang nói, ta chủ nhắc một câu cho con tỉnh táo, cả đời ra cắt cẩn thận không chừa cái nào. Vậy nên, cho dù nắm chắc 10 phần thì cũng không thể phớt lờ. Nhà mộ dung chúng ta có thể đường hoàng xoay người, trở thành tập đoàn đứng đầu hoa hải không phải chỉ dựa vào may mắn. Vâng, bố, còn đã nhớ kỹ, mộ Dung Nhân khi đứng trước mặt bố mình vẫn luôn giữ dáng vẻ bé ngoan. Nhưng lúc ông ta còn trẻ cũng đã từng theo chân bố mình thống nhất thế giới ngầm và giới kinh doanh ở Hoa Hải. Quá trình kia có bao nhiêu tàn bạo và máu tanh, đến nay khi mộ Dung Nhân nhớ tới, hình ảnh vẫn rõ mồn một trước mắt. Điều khiến ông ta bội phục chính là, gần 10 năm qua, bố đã quả quyết tẩy trắng toàn bộ sản nghiệp nhà mộ Dung. Một bước đi khiến nhà mộ Dung trở thành một doanh nghiệp lớn được chính phủ ủng hộ đồng thời cũng khiến nhà mộ dung trở thành gia tộc lớn ở Hoa Hải khiến cho người người tôn kính. Đối với sự tàn bạo máu tanh và anh minh quyết đoán của bố mình, mộ dung nhân đều có những trải nghiệm sâu sắc. Bố chính là người ông ta ngưỡng mộ, từ trước đến nay không thay đổi. Sản nghiệp nhà mộ dung có được như ngày hôm nay, địa vị mà nhà mộ dung có được là dựa vào cái gì? Đương nhiên là dựa vào thực lực, là tài lực và vũ lực đã tạo nên quyền lực ở Hoa Hải. Bây giờ ở thành phố Hoa Hải, bất kể là hạng mục khai thác hoặc xây dựng lại lớn hay nhỏ đều không thể thiếu bóng dáng của nhà Mộ Dung. Mộ Dung Nhân là người quản lý tài lực của nhà Mộ Dung, vậy nên cũng cảm nhận được niềm vui thú cực đoan khi khống chế được cả thiên hạ. Mộ Dung Hào Giang nói, hạng mục lớn như thế này, những công ty nhỏ bình thường căn bản không có khả năng nhận được. Nhưng mà, cũng phải đề phòng, chẳng may có con ngựa ô nào đó chạy ra thì sao? Vâng, con sẽ cẩn thận." Mộ Dung Nhân đồng ý một lần nữa. Điện thoại của ông ta kêu lên một tiếng, trong lòng ông ta hơi nghi ngờ, đã giờ này rồi, sao vẫn còn có tin nhắn gửi đến. Phải biết rằng, dưới tình huống bình thường, phần lớn công việc của công ty đều giao cho Phó Tổng Giám Đốc Mộ Dung Nghĩa xử lý, chỉ có những chuyện vô cùng quan trọng thì mới báo cho Mộ Dung Nhân. Suốt điện thoại di động ra, Mộ Dung Nhân chỉ nhìn qua một chút liền không khỏi mỉm cười, công ty hoa cường. Vậy mà lại nộp thư xin đấu thầu sao? mộ dung nghĩa đúng là quá để ý đến một hoa cường không đáng chú ý này về phần tin tức cậu ta đã báo cho con biết ngay bên trong mắt mộ dung hào giang khẽ lóe lên ánh sáng công ty hoa cường là công ty như thế nào có thực lực ra sao mộ dung nhân nín cười nói là một công ty nhỏ được đông nhi nâng đỡ chủ tịch công ty chính là anh em đồng hao với đông nhi khó trách bố lại không biết thực lực của công ty hoa cường thực sự quá nhỏ yếu căn bản là không đáng bàn đến. Ánh mắt mộ dung hào giang lạnh xuống, hả, nhân nhi, con quá bất tẩn rồi, lập tức điều tra công ty Hoa Cường, nếu như không có vốn lưu động khoảng mấy nghìn tỷ, sao công ty Hoa Cường lại có đủ tư cách tham gia đấu thầu chứ? Đúng vậy, con biết công ty Hoa Cường kia, toàn bộ tài sản cút họ cũng không vượt quá 300 triệu. Sao lại có đủ tư cách đấu thầu chứ? Mộ dung nhân chỉ có thể bội phục tầm nhìn cụ ông cụ nhà mình, một câu liền nói ra được trọng điểm. Ông ta lập tức gửi cho Mộ Dung Nghĩa một tin nhắn, điều tra công ty Hoa Cường ngay lập tức, nhất định phải xác nhận xem gần đây công ty Hoa Cường có biến động gì hay không. Có phải có người đột nhiên rót vốn vào không? Mộ Dung Nghĩa trả lời ông ta một dấu ok, còn Mộ Dung Hào Giang lại tiếp tục thưởng thức trà. Mộ Dung Nhân nói: "Bố, thời gian không còn sớm nữa, bố mau đi nghỉ ngơi đi. Con sẽ nhanh chóng trở về, nhất định sẽ nghiêm túc điều tra công ty Hoa Cường kia. Bố yên tâm đi." Được, con đi đi. Mộ dung hào giang gật đầu, khoát tay áo. Sau khi mộ dung nhân rời đi, mộ dung hào giang lẩm bẩm nói, có vẻ như mấy năm nay nhân nhi sống quá thuận lợi rồi. Đúng vậy, nhà mộ dung mười mấy năm nay vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, nhân nhi buông lỏng cảnh giác cũng là điều bình thường. Bên trong bóng tối có một giọng nói vang lên, sau đó, có một bóng người xuất hiện bên cạnh mộ dung hào giang. Đó là một ông cụ dâu tóc bạc trắng, nhìn ông cụ không khác gì người thường, nhưng lưng eo lại thẳng tắp, tinh thần rất phấn chấn, mấy cụ già bình thường không thể nào so sánh được. Hải thần, ông không muốn giải vậy cho nó, còn tôi thì lo lắng, nó không chịu nổi, gia sản mấy trăm tỷ, nếu như không có người kế thừa, chẳng phải chúng ta sẽ chết không nhắm mắt sao. Mộ dung Hago giang nhẹ nhàng lắc đầu. Bát tí hải thần mỉm cười nói, nhân mà có thể điều khiển toàn bộ, ông không cần quá lo lắng. Mộ Dung Hào Giang gật đầu, đương nhiên là tôi hy vọng mình có thể an hưởng tuổi già chứ. Ngày mai chúng ta vẫn nên ra ngoài một chút, trải nghiệm cuộc sống của người dân bình thường đi. Được, chỉ cần ông đồng ý, tôi có thể đi cùng bất cứ lúc nào. Hiển nhiên Bát tí hải thần vô cùng trung thành với mộ dung hào giang. Sau khi mộ dung nhân ra ngoài, ông ta lập tức lái xe đến căn nhà mua cho tình nhân hồ thiên hắc của mình. Hiển nhiên là không hề đem chuyện đấu thầu của công ty Hoa Cường để vào trong lòng ai ngờ ông ta vừa đi vào nhà tình nhân liền nghe thấy tiếng điện thoại di động vang lên anh nhân điện thoại di động của anh kêu kìa không cần để ý đến nó chúng ta tiếp tục nó cứ kêu vậy người ta không có tâm tư nha bằng không anh mau nhìn qua chút đi được rồi giúp anh lấy đến đây ngay khi mộ dung nhân nhìn thấy tin nhắn em trai gửi đến chủ trong nháy mắt đã không có tâm tư kia nữa ông ta nhìn một lượt từ đầu đến cuối thì ra trong lúc Mộ Dung Nghĩa điều tra là đã hỏi thẳng Mộ Dung Đông, gần đây gã vẫn luôn chú ý đến chuyện liên quan đến Hoa Cường. Hoa Cường đổi chủ, á cũng đã hỏi qua Quách Chấn Vũ, nhưng Mộ Dung Đông lại nghe theo đề nghị của bố và chú, không tham dự vào việc này. Bác hai Mộ Dung Nghĩa hỏi thăm việc này, Mộ Dung Đông liền đem chuyện đám người Diệp Vô Phong chiếm lấy Hoa Cường thuật lại đơn giản một lần, sau đó gã nói: "Bác hai, bố cháu và chú năm xử lý quá kém. Loại người ngoài thế này, nếu như làm theo ý của cháu thì đã làm thịt rồi ném cho cá ăn từ lâu rồi được bác biết rồi mộ dung nghĩa cũng đã trải qua sóng to gió lớn biết mấy ngày nay mộ dung đông không hề động vào hoa cường vậy thì nhất định thực lực của đám người chiếm lấy hoa cường kia cũng không hề tầm thường vậy nên lúc mộ dung nghĩa báo cáo cho anh cả liền cố ý tăng thêm suy đoán của chính mình diệp vô phong chiếm được hoa cường vậy thì nhất định có thực lực rất lợi hại Mộ dung nhân trả lời lại một câu, tiếp tục điều tra. Sau đó nhìn vào tin nhắn rồi cười, thực lực của Diệp vô phong rất lợi hại sao? Vậy chẳng lẽ thực lực của nhà mộ dung chúng ta không lợi hại à? Những người anh em này của mình, quả thật là càng lớn càng nhát gan. Sau đó ông ta ôm lấy tình nhân của mình, lại muốn tiếp tục. Không bao lâu sau lại nhận được báo cáo của mộ dung nghĩa, tài chính của Hoa Cường chỉ ít cũng phải 6.000 tỷ. Mặt khác, còn có chuyện kỳ quái hơn là, Cả nhà Hoàng Hiền Đức đột nhiên chuyển nhà khỏi thành phố Hoa Hải. Hơn nữa công ty của ông ta cũng chuyển nhượng ra bên ngoài. Mộ Dung Nhân lại bị tin tức này, buộc phải dừng lại, bất đắc dĩ nhìn thêm hai lần nữa, nhíu mày, lão tứ đâu? Chú hỏi qua chú ấy chưa? Hoàng Hiền Đức là đồ đệ của chú ấy. Không liên lạc được với chú ấy. Không chừng chú ấy lại đi chơi ở đâu rồi. Chương 265: Bá Vương sống lại mộ dung nhân trả lời chú tư này quả thật là không coi ai ra gì lúc có việc thì không liên lạc được chú hai chú cảm thấy công ty hoa cường kia có thật là có thực lực cạnh tranh với chúng ta không mộ dung nghĩa trả lời chuyện này rất khó nói nhưng em thấy công ty xây dựng của nhà mộ dung chúng ta nhất định là có chất lượng cao hơn mộ dung nhân bỗng nhiên nói hay là nhân lúc trời tối chúng ta đi cảnh cáo công ty hoa cường kia một chút mộ dung nghĩa nói được từ sau khi Diệp Vô Phong tiếp quản công ty Hoa Cường, tòa nhà tổng bộ của công ty Hoa Cường gần như biến thành tòa thành không có đêm. Bởi vì nhân viên ở nơi này gần như tăng ca thâu thêm làm việc hết ngày này đến ngày khác. Đương nhiên, tiền lương cũng tăng thêm gấp bội. Cho dù là bảo vệ của Hoa Cường, bây giờ cũng đi tuần cả ngày lẫn đêm. Trong nhóm bảo vệ ngoại trừ Tiết Phi, Mã Vũ, Hàn Kỳ và các cao thủ, thì nay lại thêm một người nữa đó chính là Tiêu Nghiêu Nhi. Đêm nay, lúc tiêu sắc đi ra khỏi tòa nhà trùng hợp gặp ngay Tiết Phi đứng ở phía đối diện. Tổng giám đốc tiêu, cô đây là, ra ngoài hít thở không khí sao, bên cạnh Tiết Phi có bốn người bảo vệ nữa cũng nhìn về phía tiêu sắc mỉm cười. Tiêu sắc gật đầu, đúng vậy, vân là không khí bên ngoài thoải mái hơn. Sao rồi, không xảy ra tình huống gì chứ? Tiết Phi gật đầu, trước mắt vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Tiêu sắc bỗng nhiên nói, hả, đằng xa kia sao có nhiều xe vậy? Kít, một đợt tiếng phanh xe chói tai vang lên, tiêu sắc lập tức cảnh giác hét lên một tiếng, có chuyện rồi. Tập hợp ngay lập tức. Tiết Phi nhanh chóng quát vào bộ đàm, tất cả nhân viên bảo vệ ở Hoa Cường chú ý, đến tập hợp ở cửa trước ngay lập tức. Có người xấu đến gây chuyện, nhanh lên. Tiêu sắc lo lắng đối phương mang theo súng nên bảo mọi người lui về cửa chính tổng bộ. Hơn bốn người bảo vệ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh của Tiết Phi liền tập hợp ở cửa chính, cầm trong tay các loại vũ khí như là gậy gộc đội xe của đối phương dần dần tăng lên, cả số lượng người đến cũng nhanh chóng tăng lên rất nhiều. Hai mắt tiêu nghiêu nhi tỏa sáng lấp lánh, ôi chao Có hơn trăm người, cái này có thể tạo thành trận đánh lớn nha. Tiêu sắc nói, tình hình của quân địch không rõ. Mọi người không nên ra tay tùy tiện, chỉ cần giữ vững giả nhà là được. Đối phương có hơn trăm người, chia thành hai đội, từ từ đi về phía cửa chính, dần dần đến gần. Tiêu sắc lập tức nói, nghiêu nhi, Cậu và Tiết Phi phụ trách bên trái. Tôi và Mã Vũ, Hàn Kỳ phụ trách bên phải, kiên quyết không thể để cho bất cứ kẻ nào xông vào. Được, Tiêu Nghiu Nhi đồng ý một câu, lập tức hướng về phía tiểu đội bên trái hét to, đám danh con kia, mau đến đây. Ông Nội Mi không chờ được nữa rồi, tao muốn bắt đầu đánh người rồi, mau đến đây đi. Tiêu Sắc cầm trong tay hai cây gậy ngắn, đứng cùng một chỗ với Mã Vũ, Hàn Kỳ. Mã Vũ nói, tổng giám đốc Tiêu Cô đừng đứng phía trước quá gần. Nơi này nguy hiểm." Tiêu Sắc vừa quan sát tình hình quân địch vừa nói, "Đối phương không có vũ khí nóng, mọi người không cần lo lắng. Mã Vũ, Hàn Kỳ, các cậu dẫn người đến bảo vệ cổng bên phải cho thật tốt." "Được, cô mau lùi về phía sau đi." Mã Vũ nói. Thế nhưng, anh ta vừa dứt lời liền thấy bóng dáng hiểu điều kia của Tiêu Sắc thế mà lại lao ra ngoài. "Tổng giám đốc Tiêu, đừng mà." Mã Vũ giật nảy mình, con gái lớn trong một gia đình, xông vào đám người mấy chục người của đối phương. Nếu như bị thương, vậy thì đám đàn ông chúng ta sẽ rất mất mặt nha. Hàn Kỳ, bảo vệ cửa cho tốt, tôi xông lên đây." Mã Vũ cũng sốc lại tinh thần, cầm theo một ống thép, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía Tiêu Sắc. "Này, Mã Vũ, mẹ nó anh cẩn thận một chút, đối phương có rất nhiều người." Hàn Kỳ giống lên một câu, sau đó chỉ có thể cẩn thận bảo vệ cửa lớn thật tốt. Lúc đầu Tiết Phi cảm thất Tiêu Nghiêu Nhi là người tính tình ngay thẳng, có hơi chất phác, võ công thì chắc cũng ở mức bình thường thôi. Nhưng ai ngờ đêm nay thật sự khiến anh ta phải mở rộng tầm mắt. Sau khi Tiêu Nghiêu Nhi xông vào giữa đám người của đối phương, quả thật cậu ta giống như một con hổ phát điên, đá trái đụng phải. Chỉ trong nháy mắt đã tách đội hình của đối phương ra. Tiến thẳng một đường, đám người bên cạnh Tiêu Nghiêu Nhi đã đổ dạp xuống thành hai hàng. Mẹ nó, quả thật là hàng nghìn công phu cũng không ngăn được sự dũng cảm nha. Cái này nếu như ở thời cổ đại, vậy thì nhất định không khó để có một chức tướng quân ngũ hổ. Tiết Phi muốn sông lên giúp đỡ một tay, kết quả phát hiện ra là Tiêu Nghiêu Nhi đã đánh cho đám người kia chạy lung tung bốn phía. Vậy mà Tiết Phi lại không sen chân vào được. Bên phía nhóm bảo vệ Hoa Cường cũng bị sức chiến đấu mạnh mẽ của Tiêu Nghiêu Nhi làm cho kinh ngạc đến ngây người, mẹ nó. Tiêu Nghiêu Nhi lợi hại như vậy sao? Mã Vũ lao ra bên ngoài, gặp phải tình huống y hệt tiết phi. Mặc dù bóng dáng của tiêu sắc nhìn rất hiểu điệu, nhưng sức chiến đấu thì không phải dạng mạnh bình thường. Sau khi cô ta xông vào giữa quân địch, triển khai công pháp, quả thật là như gió lốc. Bên phía đối phương, phàm là những người bị cô ta đánh đều là không kịp phản ứng lại đã ngã sóng xoài trên đất. Không đến một phút sau, tiêu sắc đã đánh bại một nửa, còn một nửa còn lại thì vắt chân lên cổ mà chạy. Tâm tư của cô ta và Tiêu Nhiu Nhi liên thông với nhau. Nếu như đã muốn hợp tác cùng với Diệp Vô Phong, vậy thì phải để Diệp Vô Phong nhìn thấy giá trị tồn tại của hai chị em họ. Một cặp chị em cấp bậc tông sư đi đối phó với dạng dâu ria thế này, quả thật là không khác gì người trưởng thành đánh nhau với trẻ con. Lợi thế hoàn toàn nghiêng về một bên. Hơn nữa, sau đánh tàn đội hình của đối phương, hai người này vẫn rất ổn định, không mang theo hơi thở gấp gáp. Tổng giám đốc Tiêu, cô quá giỏi rồi. Mã Vũ liên tục cảm thán, vẫy tay một cái về phía sau lưng, các anh em, trói tất cả những tên này lại. Tiết Phi bên kia cũng phản ứng lại, đúng, trói lại, mấy tên này biến thành tù binh của chúng ta rồi. Đương nhiên mộ dung nghĩa không xen lẫn vào trong đội hình này, mà ông ta đứng từ xa cầm theo ống nhòm, nhìn quanh về phía bên này. Làm sao ông ta cũng không ngờ được, đám đàn em hơn trăm người do ông ta lựa chọn tỉ mỉ lại bị đối phương dễ dàng đánh hạ, biến thành một đám nằm lăn lóc thế này khốn kiếp, đúng là đồ đần, mộ dung nghĩa hận không thể làm thịt đám ngu ngốc này. Ông hai, đối phương đúng là cao thủ đó. Đội trưởng dẫn dắt hành động lần này là một vụ đại sư cấp cao thủ. Vậy mà lúc này lại nâng tay che lấy chán, chật vật chạy về bên cạnh mộ dung nghĩa, chúng tôi không thể ngăn nổi đâu. Tôi vừa xông lên đã bị cô gái kia đánh cho một gậy. Thu binh, mộ dung nghĩa biết đêm nay không chiếm được lợi gì, dứt khoát rút lui hai chị em tiêu sắc mặc dù đánh rất vui vẻ nhưng không cố gắng đuổi theo. đây cũng là một điểm cẩn thận của bọn họ, chẳng may rơi vào bẫy của đối phương, vậy thì cái được chẳng bù nổi cái mất. anh Như Nhi, anh quá xuất sắc, còn xuất sắc hơn cả đội trưởng Tiết Phi. anh Như Nhi quả thật giống như Trương Phi tái thế, bá vương sống lại nha, quá là xuất sắc. hừ, tổng giám đốc Tiêu còn xuất sắc hơn. đúng vậy, bọn họ đều cao thủ tuyệt đỉnh. trong âm thanh ca ngợi của đoàn người. Tiêu Ngưu Nhi rất hưởng thụ cười khúc khích. Tiêu Sắc nói, mọi người cần phải đề cao cảnh giác, đối phương sẽ không chịu để yên đâu. Tiếp theo mọi người phải chia ca canh gác, cẩn thận đối phương còn quay lại. Tiết Phi gật đầu, tổng giám đốc Tiêu nói rất đúng. Mọi người chuẩn bị tinh thần, dẫn tất cả những tên này đi, giam lại cho tốt. Lúc này Diệp Vô Phong mới bước ra từ cửa chính, ối. Tiêu Sắc, trận chiến vừa rồi thật sự rất đặc sắc nha diệp vô phong giơ ngón tay cái về phía chị em hai người tiêu nghiêu nhi nhìn thấy thì cười ngây ngô còn tiêu sắc nói vừa rồi chúng tôi cũng chỉ dốc hết sức mà thôi anh diệp khiến anh chê cười rồi đương nhiên tiêu sắc hiểu rõ mặc dù diệp vô phong đi ra muộn nhưng nhất định anh vẫn luôn quan sát trận chiến chỉ cần thấy hai chị em cô ta gặp phải nguy hiểm nhất định diệp vô hồn sẽ xuất hiện kịp thời diệp vô phong nói hai chị em cô cũng mệt mỏi rồi đi về nghỉ ngơi một lúc đi. Từ nửa đêm đến sáng, tôi sẽ canh giữ ở đây. Audio điện tử võ tấn bền chương 266, vị thần chiến đấu trời sinh. Được, anh Diệp, vậy chỗ này tạm thời giao lại cho anh. Tiêu sắc ra hiệu cho Tiêu Nghiêu Nhi có thể nghỉ ngơi rồi. Tiêu Nghiêu Nhi còn không tình nguyệt chị, nếu như bọn chúng lại đến, vừa hay em sẽ đánh thêm trận nữa. Ha ha, Diệp vô phong cười, Nghiêu Nhi, sau này còn nhiều thời gian cho cậu phát huy cứ đi nghỉ ngơi trước đi thật sao tiêu ngưu nhi là một kỳ tài luyện võ đối với việc chiến đấu như là một đam mê khát vọng diệp vô phong gật đầu tôi đảm bảo nhìn bóng lưng rời đi của tiêu ngưu nhi diệp vô phong nghĩ thầm trong lòng tên nhóc này có thể đánh liều một trận với đường trảm nhưng mà tính tình thì hiền hòa hơn đường trảm rất nhiều sau lần hành động thất bại này mộ dung nghĩa liền quay về báo cáo với anh cả ông ta cũng nói rõ quả thật đối phương có cao thủ cuối cùng thì mộ dung nhân cũng không còn hứng thú để giày vò người tình của mình nữa ông ta nhanh chóng đi đến nơi ở của mộ dung nghĩa để cùng nhau bàn bạc cách đối phó với chuyện của hoa cường bởi vì ông ta có dự cảm rằng mấy ngày nay hoa cường đột nhiên đổi chủ là giống như đang nhằm vào nhà mộ dung mà đến chẳng lẽ hạng mục cải tạo bến cảng lần này hoa cường kia nhất định phải giành được sao diệp vô phong cái tên này nghe rất lạ đêm nay cậu ta có xuất hiện không thân thủ thế nào mộ dung nhân vẫn còn tương đối ổn định dù sao thì ông ta cũng không tận mắt chứng kiến cảnh tượng đánh nhau kinh sợ trước đó mộ dung nghĩa có vẻ hơi kích động anh cả em không phân biệt được ai là diệp vô phong sau đó em để cho mấy tên đàn em tham gia vào lần đánh nhau này cẩn thận phân biệt kết quả là lúc đó diệp vô phong không hề tham gia chiến đấu cái gì đánh hơn trăm người của chúng ta hồn bay phách lạc vậy mà Diệp Vô Phong kia căn bản cả chưa cần ra tay. Bây giờ mộ dung nhân mới bắt đầu nghiêm túc cân nhắc chuyện này, chú nói là đối phương có cao thủ tuyệt đỉnh sao? Người đó có thể đạt đến trình độ nào? Mộ dung nghĩa trầm ngâm nói, em thấy, không tranh lệch bao nhiêu so với thân thủ của chúng ta. Há, mộ dung nhân khó có thể tin, chú hai, chú nói cái gì vậy? Chú nói là, đàn em của Diệp Vô Phong còn lợi hại hơn so với chút ta sao? Chúng ta là đồ đệ của hải thần đó là vô địch thiên hạ ở hoa hải này mộ dung nghĩa gật đầu rồi lại lắc đầu đây chỉ là phán đoán của em có lẽ cũng không chính xác lắm nhưng mà chúng ta có thể chứng minh một chút đúng chứng minh một chút để thiết lôi đi mộ dung nhân gọi ra cái tên thiết lôi này cũng là một cao thủ rất có thiên phú được bồi dưỡng dưới tay bát tí hải thần bây giờ vẫn còn rất trẻ mà đã đạt đến cảnh giới tông sư cho dù năm anh em họ cũng khó thắng được anh ta trước mắt Thiết lôi chính là thuộc hạ hàng đầu cút nhà mộ dung, bởi vì bát tí hải thần đã không cần ra tay, còn năm anh em nhà mộ dung họ thì lại khinh thường không muốn ra tay. Nửa tiếng sau, thiết lôi với dáng người cường tráng đã xuất hiện ở bên ngoài công ty Hoa Cường. Mỗi bước đi đều đất nặng nề, giống như là cơn địa chấn. Hai anh em mộ dung nhân và mộ dung nghĩa lái hai chiếc xe từ từ đi theo sau lưng thiết lôi, giữ khoảng cách hơn trăm mét. Thiết lôi giống như một chiếc xe tăng còn bọn họ giống như binh lính đi theo sau chiếc xe tăng ấy. Tên này rất mạnh, Tiết Phi liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra. Thiết lôi này không chỉ có dáng người cường tráng mà bên trong cơ thể cường tráng này giống nhau ẩn chứa một nguồn công lực mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Mỗi một động tác của anh ta đều giống như đang tỏa nguồn sức mạnh vô cùng vô tận ra bốn phía. Còn thiết lôi kia thì giống như trung tâm của nguồn lực. Cơ thể của anh ta sẽ sản sinh ra một thứ gọi là nguồn lực liên tục không ngừng rầm, dầm, bước chân của thiết lôi từng bước tiến lại gần. Lùi ra phía sau, đương nhiên Diệp vô hồn cũng cảm nhận được sức mạnh to lớn của thiết lôi. Anh giơ hai tay ra cản lại, để đám người tiết phi, mã vỗ nhanh chóng lui về sau. Hả, lại thêm người mới, mộ dung nghĩa chưa từng gặp Diệp vô phong, thấy người trẻ tuổi này bước lên nghênh đón, ông ta hơi buồn bực, tên này đúng là tự mình tìm đường chết. Mộ dung nhân gật đầu, với cái cơ thể nhỏ bé kia, một đấm của thiết lôi có thể đập chết cậu ta luôn rồi đúng lúc này sau lưng diệp vô hồn vang lên một giọng nói rất vui sướng oa ha 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 có cao thủ đến rồi anh diệp để tôi lên đi cộp tiêu nghiêu nhi bước nhanh về phía thiết lôi diệp vô phong vốn định ngăn lại nhưng ý chí chiến đấu của tiêu nghiêu nhi quá mạnh vậy nên diệp vô phong liền cho cậu ta cơ hội lần này nghiêu nhi cẩn thận đối phương rất mạnh tiêu nghiêu nhi cười ha ha một tiếng đối thủ như vậy đánh mới đủ sướng tay. Dáng người của Tiêu Nghiêu Nhi khi đứng giữa người bình thường thì đã được tính là rất cường tráng, nhưng khi đứng trước mặt thiết lôi, rõ ràng cậu ta thấp hơn hẳn một cái đầu, cũng nhỏ hơn một chút. Hai người họ đứng chung một chỗ, Tiêu Nghiêu Nhi tự nhiên biến thành em trai. Này, tên to con kia, bắt đầu đi. Tiêu Nghiêu Nhi đã ngủ hơn hai tiếng, lúc này đang hoạt động tứ chi một chút, hưng phấn tiếp cận thiết lôi như thể thấy được con mồi. Thiết Lôi nhe răng cười một tiếng, cậu không phải đối thủ của tôi. Tiêu Nghiêu nhu ngạc nhiên nói, phải đánh thì mới biết được. Ha, à, Tiêu Nhiu Nhi bước lên, vung ra một đấm. Hai chân Thiết Lôi hơi cong, mở tay ra nghinh tiếp. Rầm, một tiếng này giống như sấm rền, cho dù là đám người đang đứng cách đó mấy trăm mét cũng nhận được sóng xung kích chấn động cực mạnh. A, à, ôi, đau quá. Tiêu Nghiêu Nhi lùi về sau hai bước, vung tay phải lên, tên to con kia mày không thể đánh nhau kiềm chế một chút sao? Thiết lôi bước lên một bước liền đứng ngay trước mặt tiêu nghiêu nhi, vùng ra một chiêu đấm thẳng, đánh sang. Tiêu nghiêu nhi đột nhiên bước thành hình chữ chi, lắc người đến phía bên phải của thiết lôi, thuận thế tránh thoát một đấm này, đạp một phát vào mông thiết lôi, tên này, đánh vào mông mày. Bụp, một chiêu của tiêu nghiêu nhi đạp chúng nhưng cơ thể thiết lôi vẫn lù lù bất động. Anh ta xoay người lại, im lặng nhìn tiêu nghiêu nhi, lại tung ra một chiêu nữa. Tiêu Nhiu Nhi đứng ngay bên người Thiết Lôi mở ra tình trạng chiến đấu. Sau khi cẩn thận quan sát, Diệp Vô Phong phát hiện ra thân pháo của Tiêu Nhiu Nhi vẫn rất lưu loát. Các loại tránh né được dùng rất tự nhiên, tiến lùi như gió. Lấy thân hình cao lớn của Thiết Lôi ra để đùa giỡn xoay chuyển. Đám người tiếp phi nhìn thấy cả người công phu này của Tiêu Nhiu Nhi thì bội phục vô cùng. Ngay cả hai anh em Mộ Dung Nhân cũng hết sức kinh ngạc. Một tên thuộc hạ cường tráng bình thường của Diệp Vô Phong đã có bản lĩnh thế này sao? nhất là việc có thể đỡ được một chiêu của Thiết Lôi, nói rõ công lực của tên nhóc này so với Thiết Lôi cũng không kém là bao. Đây nhất định cũng là một tên mang theo sức mạnh trời sinh. Từ đâu mà Diệp Vô Hồn lại tìm được cao thủ biến thái thế này? Bộp, Tiêu Ngưu Nhi nhảy ra khỏi vòng chiến, lúc này cậu ta đã chảy mồ hôi đầm đìa, thở dốc nặng nề, tên to con, mày ngon đấy. Ha ha. Lúc này Thiết Lôi cũng thở dốc ồ ồ như ốm bế, im lặng nhìn Tiêu như Nhi, thầm nghĩ trong lòng đừng thấy tên này láo cá như vậy, thật ra chúng ta đã đấu với nhau mười mấy chiêu trở lên. Bây giờ mình đã mệt mỏi tay run, sao tên này vẫn còn nhảy nhót tương bừng chứ? Diệp vô phong tiến lên một bước, Nghiêu Nhi, cậu nghỉ ngơi một chút đi, để tôi lên. Tiêu Nghiêu Nhi búng tay một cái, anh Diệp, bất định anh sẽ đánh thắng được nó. Lúc này trời đã dần sáng, mộ dung nhân bỗng nhiên nói, thiết lôi, chúng ta đi. Thiết lôi cũng rất dứt khoát, sau khi nghe xong liền xoay người rời đi luôn hả tiếp tục đánh đi chứ diệp vô phong cố tình hò lên vốn dĩ là thiết lôi chẳng thèm để ý trực tiếp lên xe rời đi nghiêu nhi tên này thế nào tiêu sắc không nhìn được mà hỏi thăm cô ta nhìn ra được cả người tiêu nghiêu nhi đầm đìa mồ hôi hiển nhiên là đã mệt mỏi vô cùng tiêu nghiêu nhi giơ ngón tay cái lên tên này chính là một vị thân chiến đấu trời sinh đánh đến quá sướng rồi nếu như còn tiếp tục đánh nữa, nói không chừng tiêu Ngưu nhi em đây thật sự sẽ thua. Nói đến đây, cậu ta không nhịn được mà nhìn về phía Diệp Vô Phong. Cậu ta biết rõ, nếu như Diệp Vô Phong ra tay, vậy thì tên to con kia nhất định sẽ thua ngay từ chiêu đầu tiên. chương 267, sự giàu có. Mà trước do tiêu Ngưu nhi lại kiên quyết muốn ra đấu với thiết lôi. Một mặt là cậu ta muốn thể hiện thực lực chiến đấu của mình trước mặt Diệp Vô Phong, có ý muốn trở thành quân tiên phong cho Diệp Vô Phong, đồng thời cũng nóng lòng hy vọng nhận được sự đồng ý của Diệp Vô Phong. Mặt khác, quả thật là cậu ta cũng có khát vọng chiến đấu. 9 giờ sáng, ba người Lâm Thư Âm, Tiêu Sắc và Bạch Nhạn phi cùng đi đến phòng của Diệp Vô Phong. Ba người làm thế này là Diệp Vô Phong không tham dự vào việc kinh doanh của Hoa Cường, anh chỉ chịu trách nhiệm chỉ đạo chung mọi việc. Tiêu Sắc nói, ba người chúng tôi đã bàn bạc một chút cảm thấy nhà mộ dung hình như đã bắt đầu đối phó với chúng ta, vậy thì chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Sau này, bọn chúng nhất định sẽ còn đánh lén tiếp. Ừ, Diệp vô phong gật đầu. Bạch nhạn phi hơi không hài lòng nhìn anh, chẳng lẽ anh không nghĩ ra cách đối phó với nhà mộ dung sao? Diệp vô phong mỉm cười nói, tôi vẫn luôn nghĩ mà. Bạch nhạn phi nói, vậy anh thử nói xem, tiếp sau đây nhà mộ dung sẽ dùng cách gì? Diệp vô phong lắc đầu, không biết. Tiêu Sắc nói, đối phương đã thất bại hai lần, có lẽ sẽ dùng cách khác để chèn ép chúng ta. Diệp Vô Phong gật đầu, "Ừ." Lâm Thư Âm nói, "Có lẽ bọn họ sẽ đến thu mua hoa cường đúng không?" Diệp Vô Phong mỉm cười lắc đầu, "Không đâu, bởi vì hoa cường bây giờ không phải người nào cũng có thể thu mua dễ dàng được." Đúng lúc này, có người gõ cửa muốn bước vào, Tổng giám đốc Bạch, Tổng giám đốc Lâm, Tổng giám đốc Tiêu, mộ dung nghĩa đến. "Hả?" ba người phụ nữ đồng loạt đứng lên ông ta đến làm gì chẳng phải tối hôm qua ông ta đã sai người đến đây sao diệp vô phong nói đối phương có mười mấy người bị chúng ta bắt làm tù binh đương nhiên mộ dung nghĩa muốn ra mặt rồi tiêu sắc nói tổng giám đốc lâm tổng giám đốc bạch hai người tạm thời tránh đi một chút để tôi với tiêu ngưu nhi và anh diệp gặp tên mộ dung nghĩa này một chút Diệp vô phong mỉm cười nói, bọn họ muốn cầu cạnh chúng ta thì không cần phải bày ra thế trận lớn như vậy. Mười mấy phút sau, hai bên đã gặp nhau trong căn phòng này. Diệp vô phong, lúc mộ dung nghĩa nhìn thấy Diệp vô phong đứng bên cạnh tiêu sắc và tiêu nghiêu nhi, ông ta liền xác định được thân phận của anh. Diệp vô hồn lạnh lùng gật đầu, mộ dung nghĩa, một nhân vật lớn như ông hẳn là một ngày có trăm công nghìn việc nha, sao lại có thời gian rảnh đến gặp hạng người nhỏ bé như tôi vậy? mộ dung nghĩa bày ra thái độ bề trên nói diệp vô phong cậu có gan dám bắt người của tôi làm tù binh vậy thì cậu hẳn phải biết rằng nhà mộ dung sẽ không để yên cho cậu diệp vô phong ngạc nhiên nhìn ông ta mộ dung nghĩa đầu óc ông có vấn đề đúng không khốn kiếp mày dám nói chuyện với ông hai như vậy thiết lôi ngồi sau lưng mộ dung nghĩa đứng vụt lên răng rắc một tiếng chiếc ghế gỗ lim anh ta đang ngồi bỗng nhiên vỡ nát có thể thấu công lực của thiết lôi mạnh thế nào Tiêu Ngưu Nhi lập tức bước lên một bước, tức giận dừng mắt nhìn anh ta, tên to con, mẹ nó chứ mày dám phá hỏng đồ đạc của chúng tao, mày nhất định phải bồi thường. Diệp Vô Phong gật đầu, cái ghế kia ít nhất cũng phải 150 triệu, thiết lôi, trước tên anh bồi thường cái ghế này cho chúng tôi đã, sau đó bàn tiếp. Cái gì? Diệp Vô Phong, cậu dám bảo người của tôi bồi thường một cái ghế rách này của mấy người? Lòng dạ các người đúng là hẹp hòi, Mộ Dung Nghĩa nhíu mày nói. Diệp vô phong chậm rãi đứng lên, tự nhiên nói ra, mộ dung nghĩa, lòng giả của tôi thế nào, không nhọc công ông bình luận. Nhưng cái ghế rách này, quả thật có giá khoảng 150 triệu, thiếu một đồng cũng không được. Được rồi, Như Nhi, trong đám tù binh kia hẳn có mấy kẻ không nghe lời, nếu như lúc nào đó cậu hào hứng có thể đi chăm sóc bọn chúng một chút. Vâng, anh Diệp, bây giờ tôi cũng rất hào hứng đây. Ha ha, Tiêu Nghiêu Nhi nghĩ đến mấy tên ngã nhào trên đất tối hôm qua kia, bây giờ mà nhìn thấu tiêu nghiêu nhi xuất hiện vậy thì chắc bị dọa đến mức cả người run rẩy cậu diệp mộ dung nghĩa đột nhiên lo lắng đưa tay ra ngăn tiêu nghiêu nhi lại đề nghị các cậu đối xử với người của chúng tôi khách khí một chút tiêu sắc thấy vậy thì bật cười trong lòng lại càng thích diệp vô phong hơn diệp vô phong ung dung nói con người của tôi ấy à giống như một chiếc gương vậy bình thường người nào mà đối xử khách khí cưỡi tôi tôi cũng sẽ đối xử khách sáo với người ta còn nếu người khác dám đùa giỡn với tôi, bình thường tôi sẽ càng đùa giỡn với người đó nhiều hơn. Tiêu Nghiêu Nhi ra sức gật đầu, đúng đúng, anh Diệp chính là người như vậy. Thiết lôi đứng bên tranh cái ghế nát bét tức đến mức thở dốc ồ ồ, nhưng anh ta không biết nói thế nào cho phải. Bắp thịt trên mặt mộ dung nghĩa nảy lên, ông ta cảm giác được Diệp vô phong này quả thật là không dễ đối phó. Người này có vẻ như vô cùng cay độc, không quan tâm đến thứ mà người bình thường gọi là mặt mũi, luôn có thể không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Loại người như này vô cùng đáng sợ. Ông ta cắn răng nói, cậu Diệp, bồi thường một chiếc ghế đương nhiên là không thành vấn đề. Mộ dung nghĩa tôi đây chưa đến mức quyệt nợ. Vậy thì được, Diệp vô phong trực tiếp chỉ vào máy thanh toán hai chiều đang đặt trên bàn, phiền ông lập tức thực hiện lời hứa của mình. Người như tôi không thích người khác thiếu nợ mình. Hai chị em tiêu sắc nhìn Diệp vô phong dồn mộ dung nghĩa vào thế không còn cách nào, trong lòng mừng thầm hai người nhìn nhau một chút, đều là sự ngưỡng mộ dành cho Diệp Vô Phong. Mộ Dung Nghĩa nhìn thấy Diệp Vô Phong bày ra dáng vẻ an nhàn nhắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý đến thái độ của người khác thì ông ta đúng là không còn cách nào khác, chỉ có thể bảo trợ lý đi đến máy thanh toán hai chiều kia bỏ vào đó 150 triệu. Sau đó ông ta đen mặt nói, Diệp Vô Phong, ở Hoa Hải này, người nào đối đầu với nhà Mộ Dung đều không có kết cục tốt. Diệp Vô Phong đột nhiên nhếch miệng, lộ ra ý cười mộ dung nghĩa biện pháp thuyết phục này của ông căn bản không hề đáng tin cậy tôi thật sự không rõ nhiều năm như vậy ông dựa vào trí thông minh này của mình mà lăn lộn được sao tối hôm qua các người đến hai lần ngang nhiên khiêu khích đây là người nhà mộ dung mấy người đang đối đầu với chúng tôi trước mắt với chúng tôi mà nói tất cả hành động đều là phòng vệ chính đáng vậy nên dưới sự phòng vệ chính đáng của mình bắt được tù binh đối với chúng tôi mà nói chính là giàu có. Giàu có, mộ dung nghĩa nhíu mày, Diệp vô phong, nếu như cậu không chịu thả người của chúng tôi ra, vậy thì cậu không chịu được sự trả thù của nhà chúng tôi đâu. À há, Diệp vô phong đứng lên, thả, đương nhiên là thả, nhưng mà tôi đã đặt ra quy tắc cho mình, chỉ cần vượt quá 24 giờ mà không có ai nhận. Vậy thì tôi lập tức đưa họ đến cho cảnh sát, để họ xử lý dù sao thì chỗ này của tôi có ghi lại tất cả hình ảnh ngày hôm qua. Vậy nên, nếu đám người này giao vào tay cảnh sát, cho dù bọn họ có muốn bao che cho người khác thì cũng không thể không phạt được. Mày, vẻ mặt mộ dung nghĩa thay đổi, bởi vì Diệp vô phong đẩy tất cả đường lui của ông ta vào đường chết hết. Chói cùng là cậu muốn thế nào mới chịu thả người, mộ dung nghĩa nghiến răng nghiến lợi. Thiết lôi phá hỏng một chiếc ghế lúc này chỉ có thể đứng bên cạnh mộ dung nghĩa, giống như học sinh tiểu học mắc lỗi mỗi người là 150 triệu, ôn góc thể chuộc bọn họ về. Giọng điệu Diệp voi phong rất bình thản. Cái gì, quả thật cậu chỉ có mấy chiêu mèo cào thế này, quá đáng, đương nhiên ở Hoa Hải, mộ dung trí đã xử lý loại chuyện như thế này không chỉ một hai lần, mỗi lần đều kết thúc bằng việc ưu thế tuyệt đối nghiêng về nhà mộ dung, đã bao giờ phải nhận loại giọng điệu thế này. Nghe thấy giọng nói của mộ dung nghĩa lớn lên, thiết lôi cũng nhanh chóng nắm chặt hai tay, vẫn nộ trừng mắt nhìn tiêu nghiêu nhi, Tiêu Nghiêu Nhi cảm thấy Diệp Vô Phong đang chiếm ưu thế, thoải mái vô cùng, trên mặt còn mang theo ý cười, ồ, đến cắn tôi đi này. Ha ha, chương 268, tất cả đều bình thường. Tiêu sắc nhịn không được âm thầm tính toán, một tù binh là 150 triệu, tổng cộng có 53 tù binh, vậy là gần 8 tỷ rồi. Quả nhiên là một sự giàu có. Mỗi tiếng lại cộng thêm 30 triệu, giọng điệu của Diệp Vô Phong làm như chẳng hề bận tâm, thiếu một đồng cũng không được nếu không thì, Nghiêu Nhi, cậu đánh tàn phế từng người một, sau đó thì đưa đến cho cảnh sát. Được rồi, anh Diệp, tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Nghiêu Nhi vung tay loạn xả, vô cùng đắc ý, anh Diệp chỉ tuần miệng ngú một câu, lập tức có mấy tỷ rót vào túi nha. Được rồi, tôi đồng ý, Mộ Dung Nghĩa nói, mỗi người 180 triệu, tổng cộng là 9 tỷ rưỡi. Vậy thì tôi chuộc hết tất cả, 9 tỷ, dẫn tất cả đi hết. Diệp vô phong gật đầu, được. Tôi là người rất coi trọng đại lý, nếu đã thỏa thuận mua bán thành công, lấy tiền xong lập tức rời đi đi. Mộ Dung Nghĩa bỏ ra 9 tỷ, lúc dẫn người đi liền phát hiện ra những người này bị thương ở tay hoặc chân đều không được chữa trị gì cả. Thậm chí còn có người tố cáo, tối hôm qua sau khi bị bắt về, có không ít người bị đánh. Có mấy người chảy nhiều máu đã rơi vào hôn mê, sống chết không rõ. Mộ Dung Nghĩa nhìn thấy cảnh tượng này, quả thật là tức đến nổ phổi hận không thể lập tức chặt Diệp Vô Phong ra làm nghìn mảnh. Sau khi mộ dung nhân nghe xong cũng nổi trận lôi đình, cái tên Diệp Vô Phong này quả thật quá vô sỉ. Chú hai, sao chú có thể đồng ý yêu cầu vô lý như vậy của cậu ta? Tôi không tin, cậu ta dám giết chết nhiều người như vậy. Sao cho cảnh sát thì sợ cái gì? Chúng ta vẫn có thể cứu người ra như thường. Mộ dung nghĩa thở dài, anh cả, võ công của những người này không tệ, giá trị quả thật là 9 tỷ. Hơn nữa, Bên phía Diệp Vô Phong bên kia, quả thật là có bằng chứng phạm tội của đám người này, cảnh sát bắt bọn họ lại cũng chỉ có thể đưa ra hình phạt, không còn cách nào. Mặt khác, nếu như để Diệp Vô Phong giao những người này cho cảnh sát, e rằng tất cả đều bị tàn phế. Cái gì? Chú hai, ý chú là tên nhóc Diệp Vô Phong kia có lá gan này? Mộ Dung Nhân hận đến nghiến răng, khó có thể tin được. Mộ Dung Nghĩa gật đầu, em cảm giác được cả người tên này đều là sát khí giống như sát thần phái từ trên trời xuống. Theo suy đoán của em, thật sự là cậu ta có gan dám biến những người này thành tàn phế hết. Mộ dung nhân đen mặt nói, chú hai, bất kể như thế nào, trước khi đại hội đấu thầu bắt đầu, nhất định phải diệt trừ được diệp vô phong, khiếm cho công ty hoa cường của bọn chúng không có cơ hội tham gia đấu thầu. Mộ dung nghĩa nói, nếu không thì chúng ta thử bàn bạch với bố một chút xem sao. Dù sao thì, em cảm thấy, với bản lĩnh của Diệp Vô Phong, thì khả năng chỉ có sư phụ của chúng ta mới có thể chống lại được mộ dung nhân lắc đầu chú hai chú bị diệp vô phong dọa cho mốc rồi à cậu ta chỉ là một thanh niên cho dù đúng là có chút bản lĩnh nhưng nhiều nhất cũng chỉ đánh ngang tay với thiết lôi thôi nếu để sư phụ ra tay chẳng khác nào vào mặt chúng ta cả ngày nào chú cũng dẫn theo chú ba chú năm và thiết lôi tìm cơ hội xử lý mầm họa này vậy là bình an vô sự mộ dung nghĩa cắn răng nói được anh cả em sẽ sai người giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động của Diệp Vô Phong và những người đứng đầu Hoa Cường. Chỉ cần có cơ hội, chúng em lập tức nghĩ cách tiêu diệt bọn họ. Mộ Dung Nhân gật đầu, Diệp Vô Phong này thật đúng là khiến cho tôi phải tò mò. Có thể khiến cho năm người nhà Mộ Dung chúng ta tốn mất bao nhiêu đầu óc, việc cậu ta phải chết là không thể nghi ngờ. Nếu như ông ta biết Diệp Vô Phong đã bắt sống Mộ Dung Trí, một trong Mộ Dung ngũ thường, không biết sẽ có cảm nhận như thế nào chỉ một trận chúng ta đã thắng được 9 tỷ. Bởi vì biểu hiện xuất sắc của hai chị em tiêu sắc, chúng ta không có bầy cứ một anh em này bị thương. Vậy nên, hai chị em họ mỗi người 2 tỷ, còn lại hơn 5 tỷ, từ Tiết Phi và các anh em đều hí đều với nhau. Diệp vô phong chậm rãi nói. Cái gì, không được, tiêu nghiêu nhi trừng mắt thật to. Tiêu sắc cũng lắc đầu, không được. Diệp vô phong cười, ối. Hóa ra hai chị em cô thấy tôi chia cho hai người quá ít hả? không không không, anh nói gì vậy? Tiêu sắc nhịn không được oán trách anh, chừng mắt nhìn Diệp vô phong một lát, ý của chúng tôi là, không thể chia cho chúng tôi nhiều như vậy được, các anh em sẽ có ý kiến. Tiêu nghiêu nhu ăn nói vọng về, chỉ thốt ra một câu, đúng. Ha ha, được rồi, tôi đã quyết định rồi. Diệp vô hồn hơi cứng rắn, nhưng loại cứng rắn này, lại làm cho tiêu sắc đấy thích. Đương nhiên Tiết Phi cũng không có ý kiến gì dù sao thì bọn họ cũng vô cùng bội phục hai chị em tiêu sắc này. Quả thật tối hôm qua bọn họ cũng ra tay đủ nhiều, những người này đều là bọn họ làm bị thương nha. Phương án phân chia số tiền này, Lâm Thư Âm và Bạch Nhạn Phi sẽ không tham dự vào. Lại có một nhân viên bị đánh lén, Bạch Nhạn Phi bỗng nhiên tức giận nói. Xảy ra chuyện gì, Diệp Vô Phong đột nhiên cảnh giác, lần này không phải nhà mộ dung lại đến quấy rối nữa chứ. Tình huống cụ thể thì không rõ lắm, chỉ là một nhân viên trong hoa cường, sau khi tan làm trở về nhà thì bị người ta va phải, tôi nhất định phải đi xem. Bạch Nhạn Phi cắn răng nói. Tôi cũng đi, tiêu sắc không yên tâm về cô, Nhiêu Nhi, em ở lại đâu, bảo vệ cho Tổng Giám Đốc Lâm. Tiêu Nhiêu Nhi lập tức đồng ý, Diệp Voi Phong nói, tôi cũng qua đó nhìn một chút. Vậy là, tiêu sắc lái xe, Diệp Vô Phong ngồi vào vị trí bên cạnh lái xe, Bạch Nhạn Phi ngồi đằng sau hết lần này đến lần khác đều là cô phụ trách chỉ đường. Đi ra ngoài hơn 5 cây số, cuối cùng cũng thấy một nhân viên bị thương kia. Tình huống thế nào, là tiểu đông, rốt cuộc là anh đụng ganh bị thương. Là ai đụng anh, Bạch Nhạn Phi nhanh chóng hơi thăm anh ta. Tổng giám đốc Bạch, tôi đi xe máy rất chậm, ngừng vừa đến bên này liền bị một chiếc xe ô tô con đụng phải, nhưng mà may là bị thương không nặng. Chẳng qua, xem tình hình thì xế chiều hôm nay tôi không tăng ca được. La Tiểu Đông là một nhân viên nam trẻ tuổi nhanh nhẹn, nhưng bây giờ lại đứng núp ở bên đường, quả thật là chân bị thương không nhẹ. Diệp vô phong lập tức kiểm tra vết thương ở chân hộ anh ta, không có việc gì, bị thương nhẹ thôi. La Tiểu Đông, anh cứ nghỉ ngơi mấy ngày đi. Chiếc xe con kia đâu? Đi đâu rồi? Tiêu sắc không nhịn được nhìn xung quanh một vòng. La Tiểu Đông thở dài, lúc đó tôi đau quá, không thể động đậy được. Tên kia bảo là đi tìm người giúp đỡ, cuối cùng đi mất gây chuyện rồi bỏ trốn. Bạch Nhạn Phi lập tức nghĩ đến mấy từ này, là Tiểu Đông, anh có nhớ biển số xe của tên đó không? Là Tiểu Đông lắc đầu, tôi không nhớ kỹ lắm, lúc ấy bị đụng xong, cả người tôi đều hoang mang. Hả, chiếc xe con kia quay lại rồi, còn mang theo cả một chiếc xe nhỏ nữa sao? Quả nhiên chủ nhân của chiếc xe con kia đúng là quay lại, hơn nữa chủ nhân chiếc xe con kia còn là một người đàn ông trung niên nhìn rất hiền lành. Ôi chao, anh bạn trẻ, thật xin lỗi, tôi tìm được hai người, bọn họ có xe bán tải, hay là để bọn họ dẫn cậu vào bệnh viện kiểm tra chút nhé, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ chữa trị cho cậu. là tiểu đông nói, có đi bệnh viện hay không chỉ là chuyện nhỏ thôi, vết thương của tôi cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng mà như vậy sẽ mất lương nha. người đàn ông trung niên gây ra huyện nói, không sao, anh bạn nhỏ, lương của cậu tôi trả. được rồi, các người cứ đi bệnh viện trước đi. Tôi ở lại cùng với đồng chí này thương lượng một chút về chuyện bồi thường, có được không? Chị thương vẫn là quan trọng nhất, đúng không nào? Hai người thanh niên ngồi trên xe bán tải, nhanh chóng nhảy xuống đặt La Tiểu Đông lên xe, hai người Bạch Nhạn Phi và Tiêu Sắc cũng rời đi cùng chiếc xe bán tải đó. Nhìn một lượt, dường như tây cả đều bình thường. Chương 269, đánh bại bằng một chiêu. Người lái xe con nhìn rất chất phác thật thà kia thở dài nói, người anh em này Chiếc xe con này tôi vừa mới mua, mặc dù tôi đã thi bằng lái xe được 5 năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi lái xe, vậy nên thật sự xin lỗi. Bất kể như thế nào, tôi cũng sẽ chữa khỏi cho bạn của cậu, cậu yên tâm đi. Diệp Vô Phong gật đầu, "Ừ, tôi thấy ông giữ tôi ở lại không chỉ vì chuyện này chứ." Nụ cười của người lái xe con trong nháy mắt đông cứng lại, "À, đúng, bồi thường. Cậu nói đi, bồi thường 60 triệu được không? Quả thật vết thương của cậu ấy cũng không nặng. 60 triệu là không ít rồi. Trong lúc nói chuyện, trong mắt của người lái xe con này nhìn quanh về phía nơi xa, dường như đang đợi gì đó. Diệp Vô Phong cười nhạt, ông đang chờ đồng bọn của mình nhỉ. Hả, cái gì? Cậu này, cậu nói đùa cái gì vậy? Đồng bọn của tôi không phải đã đưa bọn họ đến bệnh viện rồi sao? Nụ cười trên mặt người lái xe càng thêm mất tự nhiên. Một chiếc xe thương vụ đi đến từ đằng xa. Diệp Vô Phong căn bản không nhìn tên lái xe con này mà chỉ chăm chú nhìn chiếc xe thương vụ kia, chiếc xe này chắc hẳn có giá trị hơn 3 tỷ trở lên. Xem ra đồn ngọn của ông đúng là người có tiền. Quay đầu lại, Diệp Vô Phong mỉm cười nhìn tên lái xe con đang hơi kinh hoàng kia, còn ông, vậy mà chỉ lái một chiếc xe bình thường, thực sự là thuộc dạng vô danh. Tên lái xe con thấy chiếc xe thương vụ đang đến gần, lập tức cười to, ha ha. Diệp Vô Phong, mày đã nhận ra sao? Diệp Vô Phong gật đầu, "Ông dẫn tất cả bạn bè của tôi đi là vì để thuận tiện làm việc, đúng không?" Tên lái xe con gật đầu. Lúc này trên chiếc xe thương vụ kia, bốn anh em Mộ Dung Nhân, Mộ Dung Nghĩa, Mộ Dung Lễ, Mộ Dung Thư, cộng thêm Thiết Lôi với dáng người to lớn cùng nhau bước xuống xe. Cơ thể Thiết Lôi rất cường tráng, vừa xuất hiện đã khiến cho người ta cảm thấy bị áp bách kinh khủng. Tên lái xe con gật đầu, "Diệp Vô Phong, mày rất thông minh." còn ông thì thật là không thông minh, dù cho Diệp vô phong ở thế yếu nhưng vẫn vô tình đả kích đối phương. Mày có ý gì, tên lái xe còn cảm thấy mưu kế của mình đã thành công, đương nhiên gã ta không hề thấy mình không thông minh, tao làm sai chỗ nào. Diệp vô phong thở dài nói, ông vô cùng sai, bạn bè của tôi không ở đây, ông cảm thấy tôi thiếu đi bọn họ thì không có chỗ dựa. Nhưng mà ngược lại, thật ra họ không ở đây, tôi mới không có lo lắng gì, có thể phát huy toàn lực cho nên, ông thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hả, tên lái xe con giật mình, trong đầu đang sắp xếp lại nội dung Diệp Vô Phong vừa nói thì đột nhiên cảm thấy, lồng ngực mình bị một sức mạnh to lớn không thể kháng cự được đánh chúng. Dầm, tên lái xe con bay xa mấy mét, rồi rơi, bộp, một tiếng xuống dưới đất, miệng mũi đều phun máu, hiển nhiên là không sống được. Ông tham gia vào việc bày mưu hãm hại tôi, đây hẳn là điều ông có thể lường tới chỉ dùng một chiêu đạp chết tên lái xe con, đối với Diệp Vô Phong mà nói giống như là chuyện bình thường. Anh lạnh lùng nói, học, tên lái xe con phun ra một ngụm máu tươi thật lớn, ngạt khí bỏ mình. Câu cuối cùng mà gã ta nghe được chính là lời đánh giá của Diệp Vô Phong dành cho gã ta. Sau đó, Diệp Vô Phong đứng thẳng người, cười cười, mộ dung ngũ thường lại thiếu một nha. Mộ dung lễ ra hiệu cho mọi người bao vây Diệp Vô Phong theo hình cái quạt, sau đó cười nói, Diệp Vô Phong, mày cho rằng đá chết một tên chẳng có giá trị gì là có thể hù dọa bốn anh em chúng tao và thiết lôi sao? Mày đừng có nằm mơ, hôm nay, chỗ này chính là nơi chôn xương của mày. Ông ta nhìn xung quanh một lượt, nhà mộ dung làm việc, nơi này đã bị phong tỏa hoàn toàn, không có bây cứ kẻ nào đến đây quấy rầy chúng ta. Đương nhiên, mày cũng đừng ghi bọn gã vời rằng cảnh sát sẽ đến được đây. Diệp vô phong gật đầu, ừ, cảm ơn các người, suy nghĩ rất cẩn thận. Mộ Dung Thư kinh ngạc nhìn Diệp Vô Phong, tên nhóc kia, cậu đúng là không biết sống chết. Nếu cậu đã biết bọn tôi là Mộ Dung ngũ thường, vậy thì cậu cũng phải biết, hôm nay dù cậu mọc cánh cũng khó thoát rồi nhỉ. Diệp Vô Phong ngạc nhiên nói, vị Mộ Dung thư này, chẳng lẽ ông là một con chim sao? Chim gì? Mộ Dung thư giận dữ mắng mỏ, cậu nói bậy cái gì đấy? Diệp Vô Phong thong dong nói, tôi không phải là chim, vậy nên dù tôi có mọc thêm cánh thì cũng đúng là không biết bay ha ha thiết lôi cười phì thì ra mày còn tự mình hiểu được đấy diệp vô phong cười cười mộ dung ngũ thường chính các người đã chọn chỗ này phong thủy đúng là rất được nhỉ mộ dung nhân quát ầm lên diệp vô phong đây là phần mộ chọn riêng cho mày diệp vô phong cười ha ha một tiếng phần mộ là chuẩn bị cho người chết vậy nên tôi sẽ không tranh với mấy người mộ dung nhân kéo dài khoảng cách diệp vô phong mồm miệng của mày đúng là lợi hại nhưng mà Bây giờ không phải thời điểm so đo miệng lưỡi, thực lực mới là thứ quyết định sống chết của mày. Đám người Mộ Dung Nghĩa và Mộ Dung Lễ cùng nhau bao vây Diệp Vô Phong, thiết lôi sung phong lên trước A. À, Diệp Vô Phong, mày đi chết đi. Nói xong, thiết lôi liền giống như một chiếc xe tải, trong tiếng bước chân ẩm ẩm lao nhanh về phía Diệp Vô Phong. Lúc đầu, Mộ Dung ngũ thường luyện một loại võ cùng nhau tấn công, hơn nữa còn là thân truyền của bát tí hải thần. Chiêu thức ảo diệu vô cùng. Từng có thời điểm mấy chục năm trước, vô số cao thủ cấp cao hơn đều bị bọn họ đánh chết. Nhưng mà, người hôm nay thay thế mộ dung trí lại là tên thiết lôi thô lỗ này. Mặc dù thiết lôi hiểu rõ chiêu thức cùng nhau tấn công này, nhưng trời sinh anh ta thiên về sức lực, cảnh giới của võ công cũng cao, nhưng hết lần này đến lần khác gặp phải đối thủ linh hoạt thì sẽ lộ ra điểm yếu. Vậy nên, cho dù anh ta có gia nhập thì cũng chỉ nhằm thay thế mộ dung trí cho đủ số thôi, vốn dĩ trả tăng thêm sức mạnh như mộ dung trí phát huy sức mạnh ảo diệu của chiêu thức tấn công cùng nhau. Hơn nữa, cách đánh của Thiết Lôi từ trước đến nay đều là đi thẳng về thẳng, không hiểu được sự chuyển đổi âm dương, càng không thể nào phối hợp ăn ý với đám người Mộ Dung Nhân. Thiết Lôi, cậu chậm lại một chút. Mộ Dung Nhân lập tức nhận ra Thiết Lôi tiến lên quá nhanh, hoàn toàn phá vỡ tiết tấu của chiêu thức cùng nhau tấn công. Nhưng một cú này của Thiết Lôi đã đánh đến trước mặt Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong vẫn luôn chăm chú quan sát Thiết Lôi cho đến khi nắm đấm to lớn của anh ta dừng trước mặt anh, anh mới cười lên một tiếng quái dị, được lắm. Sau đó bóng dáng của Diệp vô phong đột nhiên cúi xuống, vọt lên phía trước một bước. Cả người anh văn eo di chuyển, dồn hết sức, dùng bả vai huyết vào giữa ngực và bụng của thiết lôi. Tên này bị bệnh à, có ai không biết cơ thể thiết lôi cứng như sắt thép, đụng vào thì cũng bất động chứ. Trong lòng bốn anh em nhà mộ dung đều có suy nghĩ giống nhau. Dầm, một tiếng thật lớn vang lên, Diệp vô phong sử dụng bát cực quyền, lấy tư thế dựa vô cùng sát, đụng thẳng vào trước ngực Thiết Lôi. À, thân thể rắn giỏi của Thiết Lôi, sau khi bị va chạm, đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, ruột gan chấn động. Toàn bộ cơ thể cường tráng hơi chết lặng. Theo suy đoán của Thiết Lôi, thời gian có thể anh ta chết lặng căn bản không lớn hơn một giây đồng hồ. Nhưng đối với những tuyệt đỉnh cao thủ nhú Diệp vô phong mà nói, một giây đồng hồ đủ để làm rất nhiều chuyện dầm dầm rầm dầm bốn đòn đánh như sắt trực tiếp đánh vào trước ngực thiết lôi sau đó anh xoay eo nâng khuỷu tay lên đập vào mặt thiết lôi đồng thời nhấc gối lên đá lại đụng chúng vị trí giữa ngực và bụng của thiết lôi dầm thiết lôi giống như một tòa núi nhỏ dầm một tiếng ngã xuống đất bụi đầy tung lên lúc này người cách diệp vô phong gần nhất là mộ dung nhân cũng không dám đến bên cạnh diệp vô phong chỉ một chiêu đã đánh bại thuộc hạ thiết lôi đứng đầu nhà mộ dung Tình huống này là thế nào? Chương 270, thành tích hiếm thấy. Cẩn thận, Mộ Dung Nhân hét to một tiếng, lấy tay ra hiệu nhắc nhở anh em nhà mình. "Thiết Lôi, cậu sao rồi? Đứng lên, tiếp tục." Mộ Dung Tín có quan hệ thân thiết nhất với Thiết Lôi quát to một tiếng, thận trọng cùng ba người anh bao vây tấn công Diệp Vô Phong. Nhưng mà Thiết Lôi không có phản ứng gì, khóe miệng có máu tươi chảy ra, cả người không còn cảm giác gì nữa, liền lâm vào hôn mê. Mọi người chú ý phối hợp Nhìn Thiết Lôi mà nhớ kỹ. Mộ Dung Nhân trong lòng thầm sợ hãi, cho dù là một mình đơn phương độc mã đánh nhau đi nữa, có thể dùng một chiêu đánh bại người của Thiết Lôi, người như vậy ở Hoa Hạ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà tên Diệp Vô Phong này thế mà lại thật sự làm được. Người trẻ tuổi bây giờ quá giỏi rồi. Vì thế, Diệp Vô Phong bị vây ở bên trong, bốn anh em bọn họ ở xung quanh, hình thành thế vây kín, nhưng vậy mà không đánh, chỉ không ngừng thăm dò lẫn nhau nhưng cố tình là khoảng cách về sức mạnh của Diệp Vô Phong với bọn họ khác biệt, cảm giác đặc biệt rõ ràng, phương pháp thăm dò này của bọn họ, Diệp Vô Phong căn bản không thèm để mắt tới, cả người tĩnh lặng như núi, hờ hững nhìn chằm chằm vào bốn người. Bốn người vây xung quanh Diệp Vô Phong, cố chấp bước theo trận bát quái, lực chú ý dồn hết lên người ở giữa trận là Diệp Vô Phong. Bốn anh em bọn họ khó mà tưởng tượng ra nổi, bốn cao thủ cấp tông sư như bọn họ, trong lúc đối phó với Diệp Vô Phong lại phải cẩn thận, dè dặt đến thế. Thời gian cứ như thế mà trôi qua từng phút từng giây, hơn 10 phút đồng hồ trôi qua rồi, bốn anh em bọn họ vẫn không bắt đầu tấn công. Bốn người các vị cứ xoay vòng quanh như thế, không mệt à? Diệp Vô Phong không nhịn được, mở miệng nói chuyện. "Không mệt, tay phải mộ dung tín bất chợt đưa ra phía trước, hướng thẳng về phía trán của Diệp Vô Phong. Đánh đẹp lắm, Diệp Vô Phong vung tay, chuẩn bị đỡ. Cơ hội tới rồi, Mộ Dung Nhân từ sau lưng đánh lén, bay lên đá một cước về phía mông của Diệp Vô Phong. Nếu một cước này đá trúng, cơ thể Diệp Vô Phong đương nhiên sẽ bị đẩy về phía trước, mà phía trước Diệp Vô Phong lại có sự ngăn cản của Mộ Dung Tín, hai bên sườn thì có Mộ Dung Nghĩa và Mộ Dung Lễ đánh gọng kìm, đây là không còn đường sống. Trong nháy mắt tia điện lóe lên từ đá lửa, Diệp Vô Phong cũng đưa ra được lựa chọn chính xác nhất. Nếu một cước này đá trúng, cơ thể diệp vô phong đương nhiên sẽ bị đẩy về phía trước mà phía trước diệp vô phong lại có sự ngăn cản của mộ dung tín hai bên sườn thì có mộ dung nghĩa và mộ dung lễ đánh gọng kìm đây là không còn đường sống trong nháy mắt tia điện lóe lên từ đá lửa diệp vô phong cũng đưa ra được lựa chọn chính xác nhất bước chân của anh chợt dừng lại cơ thể bỗng nhiên lóe lên dẫn theo một tàn ảnh hướng về phía bên trái người mộ dung lễ đâm một nhát a à, mộ dung lễ lập tức đẩy nhanh tốc độ né người tránh đi May mắn hai người Mộ Dung Tín và Mộ Dung Nghĩa đúng lúc tấn công Diệp Vô Phong, làm chậm lại công kích của Diệp Vô Phong, mới khiến Mộ Dung Lễ tránh khỏi không bị thiết lôi đánh xuống. Mộ Dung Lễ toát mồ hôi lạnh, nhưng lập tức tiếp tục chiến đấu, tránh khiến cho anh em nhà mình bị thương. Vốn là năm đại cao thủ cấp tông sư, đột kích đánh một tên vô danh tiểu tốt, đây rõ ràng là trận đánh nắm chắc được phần thắng, hơn nữa là cục diện không thể thay đổi. Nhưng bốn anh em bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ đến sau khi đôi bên đánh qua lại một lúc, dưới sự liên thủ của bốn anh em bọn họ, đối phương vẫn chưa rơi xuống thế hạ phong. Chỉ trong chốc lát, đã đánh qua đánh lại cả trăm chiêu, Diệp vô phong muốn đánh nhanh thắng nhanh, cho dù ra chiêu thì có đến bảy phần là phòng ngự, chỉ có ba phần là tấn công, cũng đủ để anh kiêu ngạo. Trong vòng 20 phút vừa qua, thiết lôi ngã xuống đất vẫn không có động tĩnh gì, giống như là hôn mê không tỉnh. Cuộc chiến bốn đánh một khốc liệt như thế này, đánh qua đánh lại hơn 10 phút, đôi bên đều vô cùng mỏi mệt. Bang, bốn người cùng lúc rút ra khỏi vòng tròn, lại tiếp tục vây quanh Diệp Vô Phong, dương mắt nhìn anh, tiếp tục chờ cơ hội tấn công. Lúc này Diệp Vô Phong cũng bị tiêu hao phần lớn thể lực, bởi thế anh tạm ngồi xuống, thừa dịp này nghỉ ngơi điều tức cơ thể. Tục ngữ nói, một người khó đánh nổi hai người, đến hổ giữ còn phải khiếp sợ đàn sói. Nhưng lúc này Diệp Vô Phong là một người đấu với bốn người. Cơ hồ mỗi giây mỗi phút đều trải qua tình huống vô cùng nguy hiểm. Đáng kiêu ngạo là, tình huống của bốn anh em nhà Mộ Dung cũng chẳng khá hơn là bao so với Diệp Vô Phong. Bọn họ mỗi người đều cảm thấy công lực quá đối mạnh mẽ của Diệp Vô Phong, nếu không phải là cả bốn người bọn họ liên thủ, quả thật ngay cả cơ hội bất phân thắng bại này cũng không có. Ý nghĩ này hiện trong đầu khiến bọn họ ai nấy đều khiếp sợ vô cùng, người này rốt cuộc là cao thủ cấp nào cơ chứ? Cho dù là bát tí hải thần dưới tình huống hiểu rõ thủ đoạn và công lực của mỗi người, bọn họ đi nữa cũng rất khó kiên trì được lâu như thế dưới sự liên thủ của cả bốn anh em bọn họ. Mộ Dung Lễ bỗng nói, anh cả, anh cứu Thiết Lôi trước, bọn em sẽ ngăn cản. Mộ Dung Nhân hơi ngớ người ra, Mộ Dung Tín lớn tiếng nói, anh cả, anh đi trước đi. Mộ Dung Nhân không hề do dự, cả người vụt đến bên cạnh Thiết Lôi, đánh một phát lên vai anh ta. Thiết Lôi bị đánh tỉnh, á, Nhân thiếu, đi mau Cậu có thể đi được không?" Mộ Dung Nhân vội vàng hỏi. "Có thể, tôi đương nhiên có thể đi." Thiết Lôi vô cùng hổ thẹn, nhưng bây giờ anh ta đã mất hơn nửa sức lực, nếu còn tiếp tục ở tại đây, chỉ có thể trở thành thứ cản đường bốn vị thiếu gia. "Được, cậu lập tức rút lui, đi đi." Mộ Dung Nhân nói xong, cảm giác được Diệp Vô Phong muốn tấn công ba người em của mình, Mộ Dung Nhân hét lên một tiếng, lại xông vào trận đấu. Anh ta cảm thấy mình không thể rời đi, nếu không Ba đứa em của anh ta rất có thể sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Lại là sự va chạm của sức mạnh, kỹ xảo và tốc độ nhanh, khoảng 5 phút sau, bốn người lại nhảy ra khỏi vòng tròn. Diệp Vô Phong hít sâu một hơi, lẳng lặng nâng lên sự phòng bị, chú ý động tác của bốn người bọn họ. "Đi." Mộ Dung Nhân ra hiệu, bốn anh em hiểu ý anh ta xoay người bỏ chạy. Mộ Dung Nhân và Mộ Dung Nghĩa làm anh lớn vẫn luôn cản ở phía sau. "A." À, Diệp Vô Phong thả lỏng người, Đột nhiên cảm thấy toàn thân vô cùng mệt mỏi. Trận chiến này cơ hồ đã hao hết toàn bộ sức lực của anh. Cho dù trong trận này anh không bị thương nặng, nhưng anh đã đành gục được thiết lôi, đó đã là thành quả hiếm thấy rồi. Nhưng nơi này vẫn còn rất nguy hiểm, anh không thể thả lỏng được. Vì thế, sau khi thả lỏng 3 giây đồng hồ, Diệp Vô Phong lại nâng cao tinh thần, xoay người bay đi. Lấy năng lực chiến đấu của anh vào buổi sáng mà tránh thoát khỏi vòng vây của nhà mộ dung này thật sự rất dễ. Sau khi thoát khỏi vòng vây, anh mới lấy di động ra, gọi cho Bạch Nhạn Phi, alo. Các cô thế nào rồi? Không sao gì chứ? Bạch Nhạn Phi nói, yên tâm đi, lũ ngu ngốc đấy đã bị bọn tôi khống chế rồi. Là tiểu đông cũng không sao, đang ở bệnh viện để chữa trị. Đúng rồi, bên anh thế nào rồi? Không xảy ra chuyện gì chứ? Vừa rồi chúng tôi không dám gọi điện thoại cho anh diệp vô phong cảm nhận được sự quan tâm của cô với mình trong lòng thoáng ấm áp yên tâm đi tôi bên này có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ tên lái xe kia bị tôi xử lý rồi còn đánh cho thiết lôi bị thương nữa cái gì bạch nhạn phi bị dọa sợ anh bị tập kích hư bọn họ có những ai thế diệp vô phong thản nhiên nói năm người của nhà mộ dung ngoại trừ mộ dung trí tất cả đều đến nhưng bọn họ đã muốn rút lui rồi bây giờ tôi lập tức đến bệnh viện được Vậy thì tốt rồi, anh không sao là tốt rồi." Bạch Nhạn phi nhẹ nhõm thở dài một hơi, "Anh mau đến đây đi." Cúp điện thoại, Diệp Vô Phong biết cô và Tiêu Sắc không có chuyện gì, cũng yên tâm, gọi một chiếc xe taxi đi đến bệnh viện. Thật sự là không thể tưởng tượng được, đám mộ dung nhân đó bố trí trận đó, mục đích chắc là muốn đánh chết cậu ngay tại chỗ. Tiêu Sắc hối hận không thôi, sớm biết là như thế, tôi nhất định phải ở lại đó chiến đấu với cậu audio điện tử võ tấn bền. Chương 271, kế hoạch ám sát. Diệp Vô Phong nói, thực ra lúc ấy tôi bảo các cô rời đi, cũng là hy vọng các cô không cản trở đến việc tôi phát huy. Nhưng sau tôi lại bắt đầu lo lắng, tôi lo lắng các cô gặp phải đối thủ càng mạnh hơn. May mắn là đối phương xem nhẹ các cô, các cô cứ quay về công ty đi, ở đó an toàn một chút. Thời kỳ đặc biệt như bây giờ, lúc nào cũng phải cảnh giác. Được, tôi biết rồi. Bạch Nhạn Phi đáp lại, nơi mềm mại nhất trong lòng bị Diệp Vô Phong chạm tới, cô ta lại có chút muốn khóc. Được anh yêu thương, quan tâm, hóa ra cảm giác đó lại tuyệt vời như thế. Về tới công ty, Tiêu Sắc vừa thấy Diệp Vô Phong đến, liền vội vàng đi tới, Diệp Tiên Sinh, năm người nhà mộ dung đều là cao thủ tuyệt đỉnh cả. Hơn nữa bọn họ còn có thiết lôi, xa luân chiến nữa đúng không? Tiêu Nghiu Nhi nghe lời này, cũng mở to mắt, nhét lỗ tai lên lắng nghe tình hình chiến đấu của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong gật đầu, đúng thế, ngoại trừ mộ dung hào giang và bát tí hải thần ra thì tổng lực của gia tộc mộ dung cơ bản là đều tới cả. Bọn họ cùng lên một lúc luôn. Hả, tiêu sắc, bạch nhạn phi, lâm thư âm giật nảy mình. Ánh mắt của ba cô gái không hẹn mà cùng hướng về phía Diệp Vô Phong đánh giá qua lại. Diệp Vô Phong nhún vai, yên tâm đi, tôi không bị thương. Tiêu Nghiêu Nhi ra sức gật đầu, Diệp Tiên sinh anh quá lợi hại rồi không bị thương là tốt rồi không biết như thế nào tiêu nghiêu nhi nói tới đây thế mà âm thanh có chút nghẹn ngào lâm thư âm cũng mở to đôi có chút ướt hát, đúng thế trở lại là tốt đáng để chúc mừng mọi người mau đi ăn cơm thôi la tiểu đông chỉ là một công nhân bình thường của hoa cường lúc nghe đến việc diệp tiên sinh ở cấp cao lại vì anh ta mà bị cao thủ của gia tộc mộ dung tấn công ngây người một lúc lâu anh ta không biết biểu đạt ra sao lại rơi nước mắt, tôi thiếu chút nữa đã hại Diệp Tiên Sinh rồi. Nhóm công nhân của Hoa Cường đều cảm thấy an tâm, bây giờ Hoa Cường đã là sải bước lớn tiến về phía trước, đột nhiên sức mạnh tăng lên mấy chục lần, phúc lợi của công nhân cũng vì thế mà cao hơn, có thể chống lại gia tộc giàu nhất Hoa Hải là gia tộc Mộ Dung. Mà tất cả những thay đổi này đều là vì sự tồn tại Diệp Tiên Sinh. Ở trong cảm nhận của mọi người, Diệp Tiên Sinh chính là cội nguồn của niềm hạnh phúc, là trụ cột của công ty Hoa Cường. Chính vì thế, bây giờ lúc mỗi công nhân làm việc trong tổng công ty Hoa Cường nhìn thấy Diệp Tiên Sinh, đều mang theo sự sùng bái phát ra từ nội tâm, bởi vì có sự khao khát đối với tương lai, nhóm công nhân làm việc càng chăm chỉ, càng tình nguyện bỏ ra công sức của mình. Cho dù là hai chị em Tiêu Sắc vừa mới gia nhập công ty, cũng đem tất cả hy vọng ký thác trên người Diệp Vô Phong, coi anh như cứu tinh của mình. Bốn trong năm người của gia tộc Mộ Dung, hơn nữa còn có cả Thiết Lôi, Diệp Vô Phong có thể trở về mà không chút hao tổn quả thật có thể so với thần rồi. Thiết lôi, con bị thương đấy à? Bát tí hải thần đang vui vẻ phẩm trà, nhìn thấy thiết lôi đi đường có chút lảo đảo, không khỏi nheo mắt hỏi, lấy thần lực trời sinh và trình độ võ nghệ của con, ai có thể động được đến con thế hả? Diệp vô phong, anh ta quả thật là quá lợi hại. Con và bốn vị thiếu gia cùng nhau tấn công anh ta, thế mà anh ta vẫn có thể đánh được tôi. Thiết lôi ở trước mặt sư phó không hề giấu giếm mà nói ra. Hả? tay thần bát tí hải nắm chén trà chợt rừng ở không trung kể lại xem nào, xem xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Anh ta buông chén trà, đặt tay lên cổ tay của thiết lôi. Thiết lôi vô cùng hổ thẹn, sư phó, là đệ tử vô năng. Nói lại tình huống lúc đó, bát tí hải thần lạnh giọng nói. Vài phút sau, ánh mắt bát tí hải thần dần trở nên sắc bén, hử. Thiết lôi, con xác định, đối phương dưới sự tấn công cùng lúc của bốn người gia tộc mộ dung, thật sự không bị thương. bằng 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 chuyện vừa hoàn thành một tình yêu hữu danh vô thực hai chào mừng đến với phòng livestream ác mộng 3 khóa văn hệ thống nam chủ thỉnh tự trọng 4 ngôn hoan bằng 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 thiết lôi cẩn thận nhớ lại một chút tình huống lúc đó lấy thái độ vô cùng quả quyết gật đầu vâng sư phó Lấy kinh nghiệm của con thì anh ta chỉ là có chút mỏi mệt, nhưng cơ thể quả thật không có chỗ nào bị thương. Ồ, bát tí hải thần dừng ở ánh mắt của thiết lôi, biết anh ta không có nói dối. Sư phó, con đi nghỉ ngơi, thiết lôi kính cẩn vái chào bát tí hải thần. Ừ, con đi đi, thiết lôi, ở chỗ thầy còn có chút thuốc trị thương, con cầm lấy đi. Bát tí hải thần mở ngăn kéo bên trong tủ của mình ra, lấy ra một bình xứ, đưa cho thiết lôi cảm ơn sư phó thiết lôi nhận bình xứ sau đó vội vàng rời đi bát tý hải thần lâm vào trầm tư cơ thể của thiết lôi có thần công hộ thể còn hơn công phu phải khổ luyện kim trung cháo thiết bố sam linh tinh gì đó ít nhất phải cao hơn đến hai bậc nhưng chúng một chiêu của đối phương đã bị thương rất nghiêm trọng nói như thế tên diệp vô phong này chẳng phải ít nhất cũng ở cảnh giới chiến thần ư nếu là nói như vậy giang hồ của hoa hải sẽ phải đổi chủ một lần nữa ư bát tý hải thần đương nhiên không cam lòng gã ta làm ra vẻ thoải mái đi tới chỗ của mộ dung hào giang hải thần cậu nhất định là có việc đúng không mộ dung hào giang cũng xem như đã trải qua vô vàn chuyện trên giang hồ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nội tâm của bát tý hải thần bát tý hải thần khẽ gật đầu gia chủ tình thế trước mắt của hoa hải thật sự là tình thế hỗn loạn hả rốt cuộc đã ra chuyện gì mộ dung hào giang ngẩn ra bát tí hải thần liền đem lời của thiết lôi miêu tả về quá trình chiến đấu với Diệp Vô Phong, lại khen ngợi mộ dung hào giang một lúc, sau đó nói, thoạt nhìn, Diệp Vô Phong đi vào hoa hải, cũng không phải không có nguyên nhân. Có lẽ, anh ta chính là nhằm vào gia tộc mộ dung mà tới. Đúng là giỏi giang thật. Mộ Dung Hào Giang cười lạnh, chỉ bằng một diệp vô phong ư. Cho dù cả người anh ta có là sắt thép, liệu chống lại được bao lâu? Công phu cao cường thì sao? cao thủ đã chết ở trong tay thuộc hạ dưới quyền của chúng ta chỉ một mình cậu ta thôi à. Trong ánh mắt của bát tí hải thần cũng lộ ra hung ác, gia chủ, coi như hai lão già chúng ta lại có dịp liên thủ rồi. Mộ dung hào giang đứng lên, đi về một cái tủ nằm sâu trên tường, từ trong đó lấy ra một cái bọc giống vỏ bọc của đàn viêu lông, chậm rãi mở ra, bên trong thế mà lại là một cây súng trường có thể ngắm bắn. Cây súng trường được bảo dưỡng rất tốt, hiển nhiên là mộ dung hào giang thường xuyên bảo dưỡng. Bát tí hải thần chậm rãi gật đầu, gia chủ, khả năng bắn súng của ngài, sẽ không bị tụt lùi rồi đấy chứ. Mộ dung hào giang ngạo nghễ nói, nhớ năm đó tôi là vua bắn tỉa của bộ đội đặc trùng, những năm gần đây, tuy rằng không còn dùng súng nữa, nhưng tôi vẫn thường xuyên luyện tập. Hải thần, chỉ cần cậu có thể ngăn cậu ta lại, tôi khẳng định có thể một phát bắn chết cậu ta. Bát tí hải thần nở nụ cười, rất tốt, gia chủ, tôi cảm thấy, có thể thừa dịp đại hội thi đua, ngăn cản bọn họ tham gia thi đấu về phương diện khác chỉ cần diệp vô phong dám lộ diện liền bắn chết cậu ta được tôi sẽ bảo người của tôi một chút để cậu ta cử người phối hợp với chúng ta cần phải lên kế hoạch đầy đủ làm cẩn thận một chút nếu không bây giờ là xã hội pháp trị một khi khiến cảnh sát phát hiện là hành động của chúng ta chỉ sợ cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp đâu mộ dung hào giang nghiêm mặt nói bát tí hải thần gật đầu đúng thế bây giờ khắp nơi đều có cảnh sát, nếu muốn tránh bọn họ, quả thật rất khó. Cho nên, cho người thuê chuyên gia điện tử đến, làm tê liệt hết các camera trên đường, đây là điều vô cùng cần thiết. Tập kích trên đường bọn họ đi đại hội thi đua, kế hay, mộ dung nhân vừa nghe được đề nghị, nhất thời mừng rỡ, bố, bố cứ sắp xếp đi, có cần con làm gì nữa không? chương 272, giày công sắp đặt. Vài ngày tiếp theo đối diệp vô phong mà nói thì vô cùng bình thường. Bên phía công ty Hoa Cường cũng vội vàng tiếp nhận công ty của Hoàng gia, ba người Lâm Thư Âm, Tiêu Sắc và Bạch Nhạn Phi phân công công việc rõ ràng rồi cũng vội vàng đi giải quyết. Đám người Diệp Vô Phong và Tiết Phi vẫn tiếp tục đảm nhiệm việc đưa đón ba cô gái. Ngày mai là đến ngày tham gia đại hội thi đua. Diệp Vô Phong sau khi suy nghĩ cẩn thận, trong đầu cũng đã lên sẵn kế hoạch chu đáo, chi tiết. Anh gọi Bạch Nhạn Phi, Lâm Thư Âm và Tiêu Sắc vào phòng giải thích cho các cô nghe tỉ mỉ chi tiết kế hoạch mình nghĩ ra. Ba người nghe xong đều cảm thấy kế hoạch này đúng là hoàn mỹ vô khuyết, có thể cứ thế mà làm là được. Cảng Hoa Hải được xây dựng lại để tổ chức đại hội thi đua, ở trước cảng Hoa Hải là một dãy những tòa nhà cao tầng chọc trời. Đầu tiên là văn phòng chính phủ làm tốt các công tác chuẩn bị trước, xung quanh đều có cảnh sát thay phiên nhau canh phòng, trên đường cũng có không ít cảnh sát giao thông đang chỉ huy. Từ công ty Hoa Cường tới chỗ tổ chức đại hội thì phải đi qua đoạn đường hơn 20 km, trong đó có một đoạn đường quốc lộ vòng qua núi, địa hình phức tạp. Diệp Vô Phong đã sớm điều tra đoạn đường quốc lộ kia, cũng có kế hoạch của riêng anh. Chưa đến 7 rưỡi sáng, trước tổng công ty Hoa Cường bỗng có một đội cảnh sát được cử đến, đi vào công ty. Cậu thanh niên giám sát cửa nhìn thấy vậy, lập tức báo cáo với mộ Dung Nhân, tổng giám đốc, có một đám cảnh sát đến công ty Hoa Cường tổng cộng có bốn chiếc xe cảnh sát. Đây là tình huống gì thế? Chẳng lẽ công ty Hoa Cường phạm tội gì rồi ư? Ừ. Mộ dung nhân bực mình nói, cậu đang chất vấn tôi đấy à? Cậu còn không mau chạy đi hỏi thăm đi. Vâng, vâng, tôi lập tức sai người đi hỏi thăm. Cậu thanh niên giám sát vội vàng đáp lại. Nhưng mà trước cửa lớn của công ty Hoa Cường 100 mét đốt lại đều có bảo vệ của công ty đứng gác, Bọn họ căn bản không thể tiếp cận được thì làm sao mà có thể nghe ngóng được, chỉ có thể quan sát bằng ống nhòm. Không bao lâu sau, bọn họ nhìn thấy đám cảnh sát này đi từ cửa lớn ra, sau đó lên xe, mở còi, bốn chiếc xe cảnh sát phi như bay rời đi mất. Nhưng mà trước cửa lớn của công ty Hoa Cường 100m đốt lại đều có bảo vệ của công ty đứng gác, bọn họ căn bản không thể tiếp cận được thì làm sao mà có thể nghe ngóng được, chỉ có thể quan sát bằng ống nhòm. Không bao lâu sau, bọn họ nhìn thấy đám cảnh sát này đi từ cửa lớn ra, sau đó lên xe, mở còi, bốn chiếc xe cảnh sát phi như bay rời đi mất. Cậu thanh niên giám sát hơi bực bội, rốt cuộc cảnh sát tới để làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ là đến kiểm tra phòng cháy chữa cháy à? Mười phút sau, có một đội dưới sự vây quanh của bảo vệ đi từ trong công ty đi ra, còn cố ý dùng ô che chắn, mười mấy người được hộ tống lên bốn chiếc xe, nhìn thoáng qua thì là đoàn xe chở cán bộ quản lý cấp cao của công ty Hoa Cường. Đoàn xe bắt đầu khởi động, hướng về phía đại hội thi đua mà đi. Báo cáo tổng giám đốc, xà đã xuất động, tổng cộng là 4 chiếc xe, có tới mười mấy người. Cậu thiên nhiên giám sát báo cáo với mộ dung nhân, rõ ràng là xe của đám Lâm Thư Âm và Bạch Nhạn Phi. Diệp Vô Phong hẳn ở bên trong. Cậu chắc chắn Diệp Vô Phong ở bên trong hà, toàn bộ quản lý cấp cao của công ty Hoa Cường đều ở trên đoàn xe đó. Mộ dung nhân lại tiếp tục hỏi. Cậu thanh niên kia bất đắc dĩ nói vừa rồi bọn họ ra khỏi cửa đều có ô che, tôi thật sự không thấy rõ lắm. Nhưng mà tôi cũng dám khẳng định đó là đoàn xe chở cán bộ cấp cao của công ty Hoa Cường. Được, phái người theo dõi bọn họ, báo cáo vị trí bất cứ lúc nào. Mộ dung nhân ra lệnh. Vâng, phía trước là đoạn quốc lộ vòng qua núi, mọi người cẩn thận một chút. Vì tham gia đại hội thi đua lần này, Diệp vô phong trang bị cho mỗi chiếc xe một thiết bị vô tuyến, xe anh lái là chiếc xe Việt giã đi đầu tiên, nói với ba người lái ba chiếc việt giã phía sau vâng diệp tiên sinh yên tâm chúng tôi nhất định sẽ lái cẩn thận phía sau do ba người tiết phi mã vũ và hàn kỳ lái xe diệp vô phong nói người chúng ta chọc vào gia tộc mộ dung yên ổn như thế này vốn là rất bất thường cho nên trên đường chúng ta đi nhất định sẽ có nguy hiểm mọi người đã chuẩn bị tốt chưa tiết phi đi đầu hô to luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng đây là lời mà các chiến sĩ bộ đội đặc trùng thường nói. Mã Vũ và Hàn Kỳ cũng không chậm hơn chút nào, luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng. Diệp vô phong liên tục quan sát tình hình trên núi, bên trái là sườn núi dốc, bên phải là vách núi dựng đứng, địa thế của con đường quốc lộ qua núi này vô cùng nguy hiểm. Ánh mặt trời chiếu xuống xung quanh, nhưng lại mang đến một trận sương mù mờ mịt, giống như đang ở trong tiên cảnh. Chiều rộng của con đường này chỉ hơn 4 mét một chút, nếu hai xe nhường nhau đi thì không có vấn đề gì nhưng nếu cố ý mà nói thì chỉ cần để xe nghiêng về giữa đường một chút là có thể ngăn chặn tất cả các xe phía sau căn bản là không thể đi tiếp được tiết phi nói anh phong nếu em là mộ dung nhân nhất định em sẽ đặt mai phục ở nơi này diệp vô phong nói mọi người chuẩn bị sẵn sàng đã phát hiện tình huống khác thường cứ dựa theo kế hoạch đã bàn bạc trước của tôi mà làm vâng đám người tiết phi vô cùng có tinh thần trả lời con đường phía trước càng lúc càng ngoằn ngoèo khó đi. Nhưng điều Diệp Vô Phong không biết là, người của gia tộc Mộ Dung đã sớm chặn hai đầu ra vào của đoạn quốc lộ này lại, chặn lại toàn bộ các xe khác, không để bất cứ một chiếc xe nào khác đi vào nơi này, tránh tạo ra động tính quá lớn. Lấy thế lực của gia tộc Mộ Dung, chặn đoạn quốc lộ này lại thật sự là chuyện rất đơn giản. Mộ Dung nhân muốn tham gia đại hội thi đua thì đương nhiên sẽ không xuất hiện ở nơi này nhưng mà thiết lôi bị trọng thương mới khỏi lại đang mai phục ở phía trước ở bên cạnh thiết lôi đặt hai tảng đá tương đối lớn anh ta cười ác độc nhìn bốn chiếc xe nhỏ như kiến dưới chân núi đang đi đến trên tay đột nhiên dùng sức đẩy mạnh ha ha mấy thằng cha này đi chết hết đi oanh đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang trời hai tảng đá to cách đường khoảng mấy chục mét nhanh như chấp lăn xuống hai tảng đá to lăn xuống cũng không gây ra tiếng động quá lớn có chút im ắng nhưng Diệp Vô Phong vẫn luôn cảnh giác đột nhiên cảm thấy được có chuyện gì đó. Tình hình có biến, tiếng gì thế? Diệp Vô Phong lập tức cảm nhận được có chuyện, là người dẫn đường, anh lập tức nói vào trong bộ đàm vô tuyến, có chuyện xảy ra. Kít, tiếng phanh chói tai cùng lúc vang lên. Ha ha, một tiếng vang vang lên, ở trên sườn núi gần đường quốc lộ có một bóng dáng đang bay nhanh về phía bọn họ. Nhìn qua giống như là một con chim khổng lồ, cơ hồ là bay trên không trung không chạm tới đất. Ừm, um, hai tảng đá to rơi xuống trên đường. Nguy hiểm quá, Diệp Vô Phong cũng hoảng sợ, may là anh phanh lại đúng lúc, nếu không, nếu anh tiếp tục chạy với tốc độ đó, hai tảng đá to rơi trước xe bọn họ hơn 10 mét kia quả thật có thể đúng lúc rơi vào xe của anh. Đương nhiên sau khi bụi đất từ hai tảng đá lắng xuống, cũng chặn luôn cả đường đi của bọn họ. Đoàn xe của bọn họ đã không thể đi tiếp. Xuống xe, chú ý ẩn náu, tựa vào một bên. Diệp Vô Phong lập tức đưa ra mệnh lệnh của mình. Nếu đối phương đã tỉ mỉ bày ra lần tập kích này, có lẽ bọn họ sẽ có súng. Diệp Vô Phong nếu đã mang theo đám người tiết phi, đương nhiên anh cũng muốn dùng năng lực của anh bảo vệ an toàn cho tính mạng của bọn họ. Mười mấy người lập tức xuống xe, đẩy cửa đi ra, ngay cả cửa xe cũng không đóng, cầm theo vũ khí của mình, chạy tới một bên, áp người vào vách đá, chú ý quan sát tình huống bốn phía. Đối phương có một cao thủ đang tới gần đây, mọi người chú ý an toàn của bản thân, tôi tới nghênh chiến. Diệp vô phong liếc mắt đã thấy dáng người của bát tí hải thần, anh chắc chắn đám tiết phi căn bản không phải là đối tượng mà bát tí hải thần nhắm tới, bởi thế nhất định không thể khiến bọn họ phải hy sinh vô ích. Vâng, mọi người cầm chắc vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Tiết phi hét to một tiếng, mã vũ, hàn kỳ, giữ chắc súng lục. chương 273, gần như là kỳ tích. Ngang tay, tại sao tôi lại cảm thấy dường như cậu diệp đang chiếm thế thượng phong đúng vậy tôi cũng cảm giác chắc chắn bát tí hải thần sẽ thua tiết phi quả thực bó tay các người thể chuyên tâm một chút không quan sát kỹ xem anh phong ra tay như thế nào ít ra có thể sẽ học tập thêm được gì đó anh phi anh đừng nói đùa mấy nhân vật bé nhỏ như chúng tôi không thể học nổi được võ công của cậu diệp đâu đúng vậy cậu diệp chính là chim ưng bay lượn trên bầu trời còn chúng tôi chỉ là côn trùng ăn cỏ không cùng cấp bậc với ngài ấy. Tiết Phi dứt khoát ngậm miệng lại, không ngờ cái đám này lại nói nhiều mấy lời vô nghĩa như vậy. A, à, Diệp vô phong hét lên một tiếng, cơ thể đột nhiên nhảy lên cao 4 mét, bay ra như một quả pháo, bắn về phía bát tí hải thần. Trên đường lao tới, cơ thể Diệp vô phong thay đổi, hai chân ở phía trước hoàn toàn mở ra, tại thành hình một cái kéo. Tuyệt chiêu anh chuẩn bị thi triển là một tuyệt chiêu vô cùng lợi hại, gọi là cá sấu treo cổ, Mặc dù các cao thủ cấp bậc đại sư đều có thể sử dụng tuyệt chiêu này, nhưng mà từ tay Chiến Thần Diệp Vô Phong thi triển ra, cho dù là về uy lực hay sức lực, đọ chính xác thì đều hơn hẳn cái cấp bậc trên. Nếu như tuyệt chiêu này do cao thủ cao đại sư thi triển ra thì Bát Tí Hải Thần có thể không thèm để ý, bởi vì gã ta chỉ việc vung tay lên là có thể đánh ngã đối phương. Chương 274: Danh xứng với thực nhưng mà bát tí hải thần không đam sơ dung phương thức thô bạo đơn giản này để đối phó với chiêu này của Diệp Vô Phong. Bởi vì công lực Diệp Vô Phong vừa thi triển ra đã khiến cho trái tim gã ta vô cùng chấn kinh. Gã ta có thể cảm giác được, sau khi đánh hơn 500 chiêu, gã ta bởi vì tuổi già sức yếu cho nên đã rơi vào thế hạ phong, nếu như mà cứ tiếp tục đánh nữa thì ông ta sẽ thua không chút nghi ngờ. Bởi vậy, khi bát tí hải thần nhìn thấy Diệp vô phong thi triển tuyệt chiêu này thì lui sang một bên, sau đó giơ tay phải lên cao làm một cái ký hiệu ý là gia chủ nổ súng đi mộ dung hào giang đã ngắm bắn nhưng vẫn chưa tìm ra được cơ hội thích hợp để nổ súng trong tầm ngắm ông ta có thể thấy rõ bát tý hải thần đang ra hiệu với mình nhưng mà có thể diệp vô phong lúc này vẫn đang phi lao trong không trung hơn nữa tốc độ còn rất nhanh ông ta không biết có thể bắn chúng hay không thế nhưng mà bát tý hải thần đã ra tay ám chỉ ông ta không còn lựa chọn nào nữa Bằng, cuối cùng mộ Dung Hào Giang đã nổ súng. Trong suốt nửa sau trận chiến, trong lòng Diệp Vô Phong luôn có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, nhưng anh cũng không nói rõ được nguyên nhân. Nhưng cái cảm giác nguy hiểm to lớn kia vẫn luôn bao phủ lấy anh, khiến cho anh không thể không phân tâm trong trận chiến kịch liệt với Bát Tí Hải Thần. Tốc độ của đạn súng bắn tỉa rất nhanh, bởi vậy người bị trúng đạn chỉ có thể nghe thấy tiếng súng sau khi bị trúng đạn. Mà Diệp Vô Phong lại vô cùng nhạy bén với súng đạn. Nhưng anh không biết sự nguy hiểm này sẽ đến từ phía nào. Khi viên đạn của súng bắn tỉa còn cách Diệp Vô Phong một đoạn, anh đột nhiên co rút cơ thể ở giữa không trung, làm một động tác kẹp chân. Bởi vì anh sử dụng tuyệt chiêu cá sấu kẹp cổ, anh cần phải khép chân mình lại để có thể kẹp lấy cơ thể của đối thủ, chỗ dễ kẹp nhất chính là yết hầu, có thể bẻ gãy yết hầu của đối thủ mới thật sự có uy thế trong thực chiến. Trong đầu Bát Tí Hải Thần đang suy nghĩ 7749 cách để né tuyệt chiêu này. Cuối cùng gã ta vẫn quyết định phương pháp lấy cứng đối cứng, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến gã ta yên tâm, cảm thấy có thể lấy lại những bất lợi. Tiếng súng vang lên, đạn đã tới. Phụt, viên đạn lướt sát qua cổ Diệp Vô Phong, trực tiếp bắn vào núi đá phía sau Diệp Vô Phong, nổ thành một đóa hoa đá đẹp mắt. Có tay súng, Tiết Phi hét lên, theo bản năng nhắm họng súng ngay chỗ đạn vừa bắn ra. Cùng lúc đó, Diệp Vô Phong cũng giật nảy mình, Hóa ra nguy hiểm này đến từ một tay súng thông minh. Anh chỉ hơi phân tâm một chút mà uy lực của chiêu cá xấu kẹp cổ đã bị giảm hơn một nửa, khiến cho Bát Tí Hải Thần có cơ hội để thở dốc, đồng thời cũng tìm được sơ hở của Diệp Vô Phong. A à, a, à, Bát Tí Hải Thần cũng hét lên một tiếng, cơ thở hơi lóe lên, hai quyền mang theo gió thét công kích về phía cơ thể của Diệp Vô Phong. Bởi vì cơ thể của Diệp Vô Phong đang ở giữa không chung, công thêm thế tấn công của chiêu cá xấu kẹp cổ đã hết, lực mới chưa đi lực cũ chưa đến, đây chính là lúc cả người anh rơi vào trạng thái phòng thủ kém nhất. Cuối cùng bát tí hải thần cũng có cơ hội đuổi theo kịp, hai quyền đánh về phía giữa eo của Diệp Vô Phong. Ha, à, Diệp Vô Phong thở ra một hơi, công lực toàn thân lập tức ngưng tụ ở hai lòng bàn tay, chuẩn bị đón nhận song trưởng của Diệp Vô Phong. Dầm, một tiếng vang lớn vang lên, bát tí hải thần bị đánh lùi ba bước mới có thể đứng vững được. Mà Diệp Vô Phong thì đánh ngã lăn ra đất chục mét, anh đột nhiên đứng dậy, yên lặng nhìn về phía bát tí hải thần, mẹ nó. Bát tí hải thần, quả nhiên chăm nghe đéo bằng một thấy. Không ngờ một người anh hùng như ông, khi đối phó với Diệp vô phong tôi mà lại liên hợp với mộ dung hào giang để đánh lén tôi. Mẹ nó, quả thực kiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Lúc này Diệp vô phong đã đứng thẳng dậy tại chỗ, chính là chỗ ở gần sát vách đá, mộ dung hào giang đang ở cuối con đường cách đây 200 mét ở góc độ của ông ta thì không thể bảo có thể nhìn thấy Diệp Vô Phong được. Chơi với súng, Diệp Vô Phong mà nhận thứ hai thì không ai ở hoa hạ này dám nhận thứ nhất. Thậm chí khi nói chuyện riêng, đường chạm vẫn luôn nói đùa gọi anh là tổ tiên chơi với súng, có thể nói sự hiểu biết và trình cộ của Diệp Vô Phong đối với súng đã gần đến mức độ thần. Cho nên sau khi Diệp Vô Phong biết đối phương có tay súng bắn tỉa xong, cho dù mộ dung hào giang có tự mình ra tay thì cũng không thể làm Diệp Vô Phong bị thương được. Bởi vì Diệp Vô Phong đã đoán được vị trí chuẩn xác trả mộ dung hào giang, cũng đã tìm được chỗ ẩn nấp tốt nhất. Lúc này bát tí hải thần vô cùng xấu hổ, trong dự đoán của ông ta, chỉ cần mộ dung hào giang đánh trúng Diệp Vô Phong, cho dù chỉ khiến Diệp Vô Phong bị thương một chút xíu thôi nhưng vững đủ để cho bát tí hải thần có thể dễ dàng xử lý Diệp Vô Phong. Về phần mấy bảo vệ mà Diệp Vô Phong dẫn đến chỉ là mấy con kiến hôi mà thôi, bát tí hải thần chỉ hơi dẫm chân một tí cũng có thể nghiền nát bọn họ nhưng mà bây giờ bát tí hải thần cảm thấy chuyện này không hề giống như trong dự đoán của ông ta. Nhưng bát tí hải thần không hề cứ nhận thua như vậy, thay vào đó ông ta lao về phía Diệp Vô Phong như một cơn lốc xoáy. Bây giờ Diệp Vô Phong đã bị chọc giận, mỗi chiêu anh ra đều chứa công lực mạnh nhất của bản thân, có thể nói là bên trong mỗi động tác đều chứa đựng sức mạnh mạnh mẽ của cảnh giới chiến thần, giống như rời sông lấp biển, hung mãnh tung ra. Sau khi bát tí hải thần chiến đấu mười mấy chiêu xong, Tiết Phi đột nhiên bán một phát súng về phía mông của bát tí hải thần, bằng. Hả, bát tí hải thần hơi giật mình, ỉ vào năng lực cảm giác mạnh mẽ, mẽ của mình, cơ thể hơi lóe lên một cái, tránh được một phát xính này. Bằng lăng. Mã Vũ với Hàn Kỳ thấy bóng dáng của bát tí hải thần và Diệp vô phong tách ra thì cũng nhanh chóng nổ súng. Cho dù có thể đánh chúng bát tí hải thần hay không, bọn họ chỉ cần mơ mơ hồ hồ nổ súng về phía cái bóng của bát tí hải thần là được. Khốn nạn, tại sao các người có thể nổ súng bát tý hải thần mắng gã ta đã hoàn toàn quên vừa nãy bạn của gã ta là mộ dung hào giang đã từng dùng súng bắn tỉa bắn về phía diệp vô phong bát tý hải thần vừa mắng vừa giống như chim đang bay hối hả cơ thể hiến hóa tránh bé tất cả các viên đạn cao thủ cấp chiến thần chính là châu bò như thế tránh thoát mấy viên đạn này giống như tránh thoát mấy món đồ chơi mà trẻ con ném tới chạy đâu đột nhiên diệp vô phong cũng móc cây súng lục của mình ra rồi chạy đuổi theo hướng của bát tí hải thần anh phong không nên đuổi theo giặc cùng đường tiết phi vội vàng lên tiếng nhắc nhở giữ phương tiện chú ý an toàn diệp vô phong tăng tốc thân thể như bay nhưng mà không đuổi theo về phía bát tí hải thần mà là leo lên trên vách đá sau khi đám người tiết phi nhận được mệnh lệnh thì chỉ có thể tiếp tục bụp ở phía sau vách đá chú ý đến tình hình ở xung quanh bởi vì bọn họ nhìn thấy cơ thể leo lên nhanh chóng của Diệp Vô Phong, biết cho dù mình có chậm rãi đuổi theo cũng không có ích gì, vớ vẩn còn tăng thêm phiền phức cho Diệp Vô Phong, không bằng ngồi chờ ở chỗ này. Diệp Vô Phong vô cùng tức giận, nhất là cái tên Mộ Dung Hào Giang đã nổ súng về phía anh, anh tức giận đến nỗi hận không thể lập tức tìm ra tên kia rồi đánh chết luôn tại chỗ. Diệp Vô Phong thuận theo đường đạn, nhanh chóng tìm thấy chỗ Mộ Dung Hào Giang vốn nên mai phục nhưng Mộ Dung Hào Giang lại không còn ở đây nữa anh có muốn đuổi theo bát tí hải thần cũng đã không kịp nữa rồi. Anh chỉ có thể quay người trở về, lúc này đám tiết phi đã loại bỏ những tảng đá bên trên đường núi, đội xe tiếp tục tiến lên. chương 275, Hoa Mạnh Trúng Thầu. Chiến Thần Hải đã xử lý thành công người quản lý của đối phương chưa? Lâm Thư Âm, Bạch Nhạn Phi, đây là câu hỏi đầu tiên mộ dung hào giang chạy trốn đến nơi an toàn. Vẫn chưa, hai người kia không hề có ở trên sư, bát tí hải thần đã bình tĩnh mại, trong đầu vẫn đang nhớ lại trận chiến với Diệp Vô Phong. Trong trận chiến này, bát tí hải thần cảm thấy mình không hề chiếm thế thượng phong. Nhưng nếu hai người muốn phân thắng bại thì có khả năng phải sau nghìn chiêu mới được. Cái gì, ông nói cái gì, Lâm Thư Bạch với Bạch Nhan Phi không có ở trên bốn chiếc xe này. Mộ Dung Hào Giang kinh hãi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Hiện tại đại hội đấu thầu đã bắt đầu, chẳng lẽ bọn họ không đi đến hội trường hoặc là đã đi một con đường khác bát tí hải thần buông tay không biết mộ dung hào giang lập tức nào sắt lôi gọi điện cho thằng em phụ trách giám sát kia thằng em kia đáp làm sao có thể chứ lâm thư âm và bạch nhan phi chắc chắn đã lên bốn chiếc xe kia để lên đường hơn nữa không hề có thêm một đội xe khác từ công ty hoa mạnh đi ra ngoài cả sắt lôi bảo bọn họ miêu tả cẩn thận xem có những chiếc xe nào từ công ty hoa mạnh ra ngoài hơn nữa còn mở loa ngoài để mộ dung hào giang nghe rõ chính là cái sư cảnh sát kia, chắc chắn là bọn họ đang sen lẫm trên cái xe cảnh sát kia. Mộ Dung Hào Giang chính là một con cáo già, sau khi nghe cong Chỉ hơi suy nghĩ một chút đã đưa ra được cái kết luận này, cái tên Diệp Vô Phong này quá là gian xảo. Vậy mà để cảnh sát đưa Bạch Nhan Phi và Lâm Thư Âm đến hiện trường đại hội đấu thầu. Bát Tí Hải Thần vô cùng không cam lòng, gia chủ, sau khi đấu thầu xong, chắc chắn bọn họ sẽ trở về. Ánh mắt Mộ Dung Hào Giang lập tức sáng lên, ừm khi Mộ Dung Nhân dẫn người xuất hiện trên hội trường đấu thầu có thể nói là vô cùng phong quang, anh ta cùng với mấy người đại diện công ty nhỏ anh ta để tập hợp hồ sơ dự thầu thoải mái chào hỏi nhau, bởi vì bọn họ cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Dù sao công ty chân chính đấu thầu với anh ta, công ty Hoa Mạnh sẽ không xuất hiện ở hội trường, anh ta vô cùng tin tưởng vào việc này, có thể bắt Tí Hải Thần và bố tôi đi chặn giết, Lâm Thư Âm và Bạch Nhan Phi chắc chắn sẽ phải chết không chút nghi ngờ. Dựa theo sắp xếp sau khi đại hội đấu thầu bắt đầu đúng giờ lãnh đạo đọc lời mừng xong sẽ đọc tên từng công ty đấu thầu khi mc đích đến tên công ty hoa mạnh trên mặt mộ dung nhân nở một nụ cười đắc ý có ở phía sau anh ta đột nhiên vang lên một giọng nữ hả nụ cười trên mặt mộ dung nhân lập tức cứng lại có người của công ty hoa mạnh ở đây sao trợ lý của anh ta lập tức quay đầu nhìn một cái sau đó lập tức thì thầm vào tai anh ta tổng giám đốc nhân Lâm Thư Âm và Bạch Nhan phi đầu đến, còn có cả bốn người trợ lý nữa. Trái tim Mộ Dung Nhân bây giờ không có cách nào bình tĩnh nổi, chẳng lẽ bố và thầy đã xảy ra chuyện? Nếu không thì tại sao Lâm Thư Âm có thể xuất hiện ở đây? Anh ta cảm thấy trái tim như đang bị ai đó cào, đứng ngồi không yên. Anh ta bảo trợ lý liên lạc cho bố mình, kết quả sau khi trợ lý đi liên lạc mười mấy phút thì ù ẻo trở về, tổng giám đốc nhân không kiên hệ được với ông chủ, không có ai nghe máy cả. Mà thời gian này đúng là lúc mộ dung hào giang đang ngắm bắn diệp vô phong, cho nên ông ta đặt điện thoại ở chế độ im lặng, tránh việc chuông điện thoại dung lên làm lộ tung tích của mình. Mộ dung nhân càng thêm lo lắng, nhưng đại hội đấu thầu sắp bắt đầu, anh ta cần lên trên sân khấu trần thuật về tình hình của công ty mình. Thế là người từ trước đến giờ đều luôn phấn chấn, rất giỏi thuyết trình như mọi dung nhân, lúc giới thiệu về tình hình của công ty mình không những chỉ nói cả lắp mà giọng điệu của anh ta cũng rất khô cắn, khiến cho mấy người bạn của anh ta đều cảm thấy kinh ngạc, không thể nào. Tại sao mộ dung nhân lại thành như vậy? Chẳng lẽ đầu óc lại đột nhiên bị hỏng sao? Nếu như chấm điểm phần giới thiệu về công ty của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ đùi ự điển thấp nhất trong số tất cả các xí nghiệp. Ngược lại khi Lâm Thư Âm lên sân khấu, bởi vì giọng nói của cô cô cùng mượt mà, hơn nữa cử chỉ tay chân lại vô cùng hào phóng, nhanh chóng đưa người nghe chìm vào bên trong bài diễn thuyết của cô, mãi đến khi bài diễn thuyết kết thúc, mọi người thậm chí vẫn còn chưa tỉnh táo lại. Bốp tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Lâm Thư Âm chú đầu gửi lời cảm ơn tới mọi người ở ban dưới sân khấu, sau đó rời khỏi sân khấu. Cho dù mộ dung nhân luôn dùng ánh mắt thù địch nhìn cô nhưng mộ dung nhân không thể nào phụ nhận rằng Lâm Thư Âm rất xinh đẹp, nhưng mà hiện tại người phụ nữ xinh đẹp này đang là đối thủ của anh ta. Có lẽ cô có thể nuốt chừng ác ma gia tộc mộ dung. Sau đó, sau một khoảng thời gian dài rằng giặc chờ đợi ban giám khảo sẽ bỏ phiếu cho bảy xí nghiệp lớn kia mà đoàn giám khảo được ban tổ chức thuê từ nước ngoài đến căn bản là không quen biết gì mấy cái xí nghiệp lớn ở hoa hải này cam đoan sẽ chấm công bằng sau đó diệp vô phong và tiết phi xuất hiện ở bên cạnh đám người lâm thư âm lâm thư âm lập tức vui mừng trái tim vẫn luôn treo ngược trả cô cuối cùng cũng hạ xuống cô vội vàng dùng ánh mắt trao đổi với diệp vô phong ý là anh không sao chứ Diệp vô phong cho cô một ánh mắt yên tâm, sau đó yên lặng ngồi xuống bên cạnh cô, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiêu Nhiu nhìn thấy đám người Diệp vô phong trở về từ khéo miệng nhếch tới tận mang tai, cười vô cùng vui vẻ. MC trở về rồi, thứ cầm trên tay có phải là danh sách trúng thầu không? Mọi người lập tức im lặng nghe chủ trì nói thế nào. Toàn bộ hội trường lập tức im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. MC mỉm cười đứng trên sân khấu lớn tiếng tuyên bố, sau khi trải qua sự thảm duyện nghiêm khắc của giám khảo, tôi xin tuyên bố kết quả đấu thầu. Người trúng thầu chính là công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn Hoa Cường. Xin mời Tổng Giám Đốc Lâm, Lâm Thư Âm liên hệ với Cục Xây Dựng Thành phố để nàn luận về vấn đề xây dựng. Lời nói vừa dứt, toàn bộ hội trường đều lâm vào bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Không đúng, tại sao lại là Hoa Cường? Có người lập tức chất vấn. Trợ lý của mộ dung nhân cũng lớn tiếng chất vấn, MC, chúng tôi muốn xem kiểm tra tiêu thư của bảy xí nghiệp, tôi hoài nghi giám khảo lần này có mở ám. MC cười nói, mọi người có thể xem tiêu thư, nhưng mà tiêu thư đã bị Cục Xây Dựng Thành phố niêm phong, nếu mọi người muốn xem có thể đến Cục Xây Dựng Thành phố xin xem, cảm ơn. Trợ lý kia lại nói tiếp, giám khảo là những ai? Tôi yêu cầu công bố danh sách những người này, bọn dốc chắc chắn đã bí mật giao dịch với Hoa Cường nếu không thì một công ty nhỏ như Hoa Cường làm sao có thể trúng thầu được. MC lại mỉm cười nói, gia tộc Mộ Dung, các người đang nghi ngờ uy tín của công ty Ngũ Đức Công sao? Công ty Ngũ Đức Công, trợ lý nghe tới cái tên này xong thì lập tức ngậm mồm. Ai mà không biết công ty Ngũ Đức Công là công ty có uy tín nhất thế giới, cho dù gia tộc Mộ Dung rất châu bò ở Hoa Hải nhưng bọn họ vẫn không có tư cách chất vấn công ty Ngũ Đức Công. Cảnh sát chuyên môn đưa đám người Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm trở về tổng bộ của công ty, kết quả là bát tí hải thần và mộ dung hào giang đang mai phục ở đường chỉ có thể nhìn chiếc xe thở dài, tại sao cảnh sát lại nhiều chuyện như vậy? Thế mà còn hộ tống những người cấp cao của công ty Hoa Cường? Chẳng lẽ là do Diệp Vô Phong dở cho quỷ? Audio điện tử võ tấn bền chương 276 thoát khỏi sự theo dõi sau khi tiếp xúc với bố của mộ dung hào giang, Mộ Dung Nhân mới biết được, hóa ra Diệp Vô Phong sắp xếp cho cảnh sát đưa đám người Lâm Thư Âm đến, còn anh tự mình cố tình mang theo đoàn xe, đi một vòng quanh đường lớn của Bàn Sơn, sau khi gặp Bát Tí Hải Thần, Diệp Vô Phong lại đánh hỏa với Bát Tí Hải Thần thần. Mộ Dung Hào Giang nói là hòa nhau, một mặt là vì ông ta cảm thấy Bát Tí Hải Thần tê chịu trách nhiệm về sức mạnh của nhà Mộ Dung, không thể tùy tiện thua được, mặt khác, ông ta kết hợp với Bát Tí Hải Thần cũng không thể giết chết được Diệp Vô Phong, thực sự là quá mất mặt buổi tối diệp vô phong cố ý căn dặn chị em tiêu tường bảo bọn họ phải bảo vệ công ty hoa cường cho tốt phải bảo đảm là các người nhân viên cấp cao của công ty không được vì tiện rời đi phải cố gắng bảo đảm an toàn của mỗi người chị em tiêu tường nghiêm túc mà gật đầu ra hiệu nhất định sẽ làm tốt công tác bảo vệ tiêu tường hỏi anh phong tối nay có phải anh có một hành động rất quan trọng không tôi có thể tham gia được không diệp vô phong lắc đầu không cần chỉ cần hàn kỳ đi theo tôi là được rồi tiêu tường không cam lòng nhưng chỉ có thể gật đầu anh phong tôi cảm thấy có phải là việc chúng ta trúng thầu quá thuận lợi rồi không diệp vô phong ngạc nhiên mà hỏi tại sao chúng ta lại không thể thuận lợi được tiêu tường liền lắc đầu tôi không có ý đó tôi là muốn nói cái công ty công chứng út kia cứ giống như là rất công nhận tư cách của chúng ta diệp vô phong cười ha ha đương nhiên bọn họ công nhận rồi bởi vì tư cách mà chúng ra sử dụng chính là tư cách của một xí nghiệp con của bọn họ mà anh vẫn không thể nói ra rằng cái công ty công chứng út này thực ra chính là một chi nhánh xí nghiệp dưới tay long môn mà thôi còn những thành viên đánh giá kia đã sớm bị người của công chứng út trao hỏi rồi cho dù như thế nào cũng phải để cho công ty hoa cường của lâm thư âm trúng thầu nhưng ở các nơi trên thế giới thì công ty công chứng út đã sớm trở thành một huyền thoại mấy bọn nhà giàu bình thường làm sao mà dám chọc vào út chứ bởi vì ở thái lan trong một hoạt động đã từng có một thành viên của vương tộc dám công khai nghi vấn tín dụng của út kết quả chưa đến một tháng cả nhà vị thành viên vương tộc này đã bị nổ chết trong nhà a à, thì ra là như vậy tiêu tưởng dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn diệp vô phong một hồi lâu nở một nụ cười ngọt ngào vậy được anh phong tối nay anh phải cẩn thận một chút đấy được cảm ơn cảm giác được tiêu tường này sinh ra cảm tình khác đối với mình diệp vô phong liền quay đầu bước đi hàn kỳ Tối nay đi theo tôi một chuyến, cậu phụ trách lái xe. Lúc Diệp Vô Phong tìm đến Hàn Kỳ, đám người tiếp phi đang cùng nhau nghiên cứu phương án bảo vệ trụ sở Hoa Cường. Hàn Kỳ vừa nghe thấy lệnh của Diệp Vô Phong, liền nhảy bật dậy, "Được. Có thể đi ra ngoài hành động với Diệp Vô Phong, đây tuyệt đối là một niềm tự hào." Đám người thiết phi hâm mộ mà nhìn Hàn Kỳ, trong chốc lát má Vũ đã chạy đến, "Anh Phong, tôi có thể đi cùng hai người không?" Hàn Kỳ liền trợn trắng mắt với anh ta diệp vô phong cười lắc đầu không cần đâu có hàn kỳ là được rồi mọi người đều cảm thấy mất mát lúc mà hàn kỳ hào hứng đi ra khỏi thì trong phòng vang lên một lượt thở dài anh phong đi làm gì vậy hàn kỳ tràn đấy tinh thần chiến đấu sắn tay áo lên diệp vô phong nói đi vào bãi để xe lái một chiếc xe bình thường ra đây sau đó chúng ta đi vâng quả nhiên hàn kỳ đã lái một chiếc xe rất phổ thông chở Diệp Vô Phong mà chạy đến đường lớn trước trụ sở của Hoa Cường. Anh Phong, đi đâu đây? Hàn Kỳ tiếp tục hỏi Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong nói, chạy lên đường cao tốc hoàn thành, cứ đi dạo lung tung trước đã. Ồ, Hàn Kỳ đã quen với việc nghe theo mệnh lệnh của Diệp Vô Phong, cũng không hỏi nguyên nhân mà đi thẳng vào đường cao tốc hoàn thành của Hoa Hải. Xe này có thể lái được nhanh nhất là bao nhiêu? Diệp Vô Phong thắt dây an toàn, mắt nhìn về phía trước. Ừm, cái này thì phải thử qua mới biết được." Hàn Kỳ lúng túng một lát, "Anh Phong, anh mà nói sớm thì chúng ta đã lái một chiếc xe tốt hơn rồi." "Này cũng không cần, vậy cậu thử xem tốc độ nhanh nhất của xe này đi." Nhìn Diệp Vô Phong có vẻ rất rảnh. Hàn Kỳ đáp lại một tiếng, "Được thôi, này thì quá đơn giản rồi, tôi chỉ cần dùng sức đạp chân ga là được rồi." Rất nhanh, tốc độ của chiếc xe đã tăng lên 160 cây số một giờ, tăng cao nữa thì có vẻ rất tốn sức. Giữ nguyên tốc độ đi, chạy nửa giờ." Diệp Vô Phong thản nhiên mà nói. "Được." Hàn Kỳ có chút lo lắng, bởi vì lúc chiếc xe này lái đến tốc độ 160 liền có chút lâng lâng rồi, nhưng Hàn Kỳ vẫn cảm thấy là anh ta vẫn có thể khống chế được. Nửa tiếng sau, Diệp Vô Phong nói, "Giảm tốc độ đi, duy trì tốc độ 80 là được rồi." "Được." Hàn Kỳ thả lỏng chân ga, duy trì xe chạy ở tốc độ 80, thực sự là chạy rất ổn định. "Chú ý xem xe phía sau." Xem có người theo dõi chúng ta không?" Diệp Vô Phong nhắm mắt lại. "Vâng." Hàn Kỳ lập tức trợn trừng hai mắt, vẫn duy trì tốc độ 80, quan sát tình hình chiếc xe phía sau. "Anh Phong, hình như có một chiếc xe giảm tốc, cách chúng ta tầm 200 mét, nhìn không rõ biển số." Hàn Kỳ báo cáo lại. "Lại tăng tốc đi." Diệp Vô Phong ra lệnh. "Được, tốc độ xe lại tăng lên 160, Hàn Kỳ tiếp tục quan sát, "Ừm, chiếc xe kia cũng tăng tốc rồi." Ha ha, ở chỗ ngoặt phía trước thì dừng xe lại ở đường dừng xe khẩn cấp đi. Diệp Phong tiếp tục chỉ huy. Két, Hàn Kỳ cố ý dẫm mạnh phanh dừng lại ở đường dừng xe khẩn cấp, chiếc xe bị phanh lại đến nỗi lung lay, lắc lư rồi dừng lại trên đường dừng xe khẩn cấp. Cuối cùng Diệp vô phong ngồi dậy. Sao rồi? Có phải là cũng dừng lại rồi không? Hàn Kỳ gật đầu, hình như tên đó đang quan sát chúng ta. Diệp vô phong cười lạnh. Quả nhiên thế lực nhà mộ dung không hề nhỏ. Ngày nào cũng sắp xếp người gián sát chúng ta. Chúng ta xuống cao tốc đi, sau đó ra khỏi cao tốc, chờ bọn họ ở chỗ đường giao. Vâng, Hàn Kỳ đột nhiên tăng số, đi qua đường ETC, trực tiếp chạy ra khỏi đường cao tốc, sau đó rẽ sang đường bên phải, không lâu sau liền quay đầu lại, dừng lại ở ven đường. Quả nhiên chiếc xe màu trắng phía sau cũng ra khỏi cao tốc này, quan sát đường giao, rồi cũng rẽ phải nhưng mà lúc nhìn thấy chiếc xe màu đen phổ thông của diệp vô phong ở bên kia giải phân cách thì anh ta đã không thể quay đầu lại mà đuổi theo được nữa đi tiếp tục đi vào trong cao tốc diệp vô phong ra lệnh lúc hàn kỳ lại lái xe vào trong cao tốc đã không thấy chiếc xe màu trắng kia ở đâu nữa rồi anh phong thật là tài trái hàn kỳ nhịn không được mà khen một câu tên kia cũng phải bị chúng ta bỏ lại một cây số rồi chắc không theo kịp nữa đâu Chúng ta xuống cao tốc rồi đi ra ngoài đi." Diệp Vô Phong dặn tiếp. Hàn Kỳ rất hưng phấn, đi theo Diệp Vô Phong đều có thể học hỏi được một số kỹ xảo vô cùng cao siêu, giống như là phương pháp tách xe mà thoát khỏi đối phương này, Diệp Vô Phong lại sử dụng rất thuần thục, không biết là anh đã trải qua chuyện như thế này bao nhiêu lần rồi. Sau khi ra khỏi cao tốc, chiếc xe của Diệp Vô Phong lại chạy trên đường bình thường, lại quay ngược trở lại, sau khi chạy được mấy chục cây số, lại đi vào cao tốc sau khi chạy mấy chục cây số trên đường cao tốc, Hàn Kỳ cười đến híp cả mắt, ha ha. Anh Thiên, chắc chắn chúng ta đã làm cho đối phương mơ hồ rồi. Diệp vô phong mỉm cười mà gật đầu, ừm, chúng ta ra cao tốc rồi lái xe về phía biệt thực nhà mộ dung đi. chương 277, muốn làm cái gì hả? Hả, biệt thự nhà mộ dung, Hàn Kỳ sợ hết hồn, dù sao nhà mộ dung cũng là nhà giàu nhất hoa hải. Nếu như hai người họ xông vào đó, có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không, thực sự là rất khó nói. Tôi cũng không bảo cậu là lái thẳng vào trong, làm gì mà phải sợ như vậy?" Diệp Vô Phong mỉm cười. Hàn Kỳ vội giải thích, "Anh Phong, tôi cũng không sợ, tôi chỉ là cảm thấy, chỉ hai người chúng ta, nếu như mà xông vào thì có chút mạo hiểm rồi." Diệp Vô Phong thản nhiên nói, "Chỉ cần mình tôi xông vào thôi. Cậu phụ trách tiếp ứng bên ngoài cho tôi là được rồi, cách năm cây số là được." một khi cậu gặp phải tình huống gì nguy hiểm thì lập tức lái xe rời đi không cần phải để ý đến tôi hả thế sao được hàn kỳ lập tức lắc đầu nếu tôi đã tiếp ứng anh thì làm sao có thể chạy trước được diệp vô phong trừng mắt nhìn anh ta một cái nếu như cậu ở lại chỉ trở thành gánh nặng của tôi mà thôi hơn nữa đây là mệnh lệnh rõ chưa vâng hàn kỳ gật đầu cảm động mà nhìn diệp vô phong một cái tiếp tục lái xe dựa theo chỉ dẫn của bản đồ chúng ta còn cách biệt thự nhà mộ dung năm cây số nữa cậu tìm chỗ kín đáo mà dừng xe lại nhớ kỹ phải chuẩn bị sẵn sàng để chạy đi tuyệt đối không được ở lại lâu nếu không rất có thể cậu sẽ phải đánh đổi cả tính mạng diệp vô phong nghiêm túc mà dặn dò vâng tôi hiểu rồi hàn kỳ gật đầu nhìn bóng lưng của diệp vô phong đang hòa vào màn đêm viên mắt hàn kỳ trở nên ươn ướt đã rất nhiều lần anh ta ở bên cạnh diệp vô phong đều là được diệp vô phong bảo vệ nếu như có thể anh ta đồng ý trả giá tính mạng của mình vì diệp vô phong đêm đã khuya bóng hình của diệp vô phong cứ giống như một linh hồn xuất hiện ở bên ngoài nhà mộ dung không biết làm sao mà anh tìm được một kẽ hở sau đó dễ dàng rơi xuống đất đi vào bên trong biệt thự được phòng thủ nghiêm ngặt của nhà mộ dung trong biệt thự vô cùng yên tĩnh thỉnh thoảng lại tiếng bước chân của đội tuần tra diệp vô phong ấn nấp cơ thể không ngừng tra xét trong biệt thự, hy vọng có thể tìm thấy được chỗ mà mình thấy hứng thú. Mục đích đêm nay anh đến đây, đương nhiên là để tìm bức tranh nổi tiếng đó. Đối với Diệp Vô Phong mà nói, nếu như không tìm được bức tranh nổi tiếng đó, thì có diệt sạch nhà mộ dung, thì anh cũng vẫn thất bại. Bởi vậy, đánh bại nhà mộ dung trên thương trường, chỉ là một mặt mà thôi, việc quan trọng nhất là, Diệp Vô Phong vừa đánh bại được nhà mộ dung mà vừa tìm được bức tranh đó. Đi đến Hoa Hải, Diệp Vô Phong biết rất nhiều về nhà mộ dung, phát hiện ra rất nhiều tội ác của nhà mộ dung, lại càng có động lực để tiêu diệt nhà mộ dung. Gì cơ, các người nghe rõ cho tôi, thứ tôi muốn là từng người nhân viên của hóa cường đều bị thương nặng, đều không thể đi làm được, đánh tàn phế hết cho tôi, các người không nghe rõ sao hả? Đột nhiên Diệp Vô Phong nghe thấy một giọng nói, ngay lập tức nổi giận đùng đùng, vèo một tiếng đi đến một chỗ bên ngoài tòa nhà nhỏ, leo tường mà đi vào. Người đang gọi điện thoại chính là mộ Dung Nghĩa. Anh ta đang tức giận với người trong điện thoại, đối phương cũng không dám cúp máy. Diệp Vô Phong đi đến tầng 2 của tòa nhà đó, đứng bên ngoài cửa sổ là có thể nghe rõ ràng được cuộc nói chuyện trong phòng của mộ Dung Nghĩa. Tôi nói cho cậu biết, phải lập tức nghĩa cách làm việc này cho tôi. Tôi muốn toàn bộ nhân viên của Hoa Cường phải chết không yên ổn. Cái gì cơ? Những nhân viên đó không về nhà sao? Các người là đầu heo à? bắt cóc người nhà bọn họ cho tôi, đánh cho tàn phế hết đi, đánh chết luôn, tôi không tin là bọn họ lại không trở về nhà. Mộ Dung Nghĩa không hề biết Diệp Vô Phong đang nghe trộm, lúc nói chuyện thực sự là cả khuôn mặt và giọng nói đều rất dữ dằn. Vâng vâng vâng, cậu hai, cậu nói rất đúng, tôi bảo đảm là mọi người sẽ dốc hết sức mà làm tốt chuyện này. Đột nhiên Mộ Dung Nghĩa cảm giác thấy cổ mình mát lạnh, anh ta kinh ngạc một chút, nhưng lại phát hiện miệng mình đã bị người ta bịt kín. Hơn nữa, điện thoại của anh ta cũng bị người ta cướp đi, trực tiếp cúp máy. Mộ Dung Nghĩa vô cùng khiếp sợ, bản thân anh ta là cao thủ cảnh giới tông sư đấy. Là người như thế nào mà có thể nhân lúc mình không phát hiện, mà đến gần tập kích mình được. Rõ ràng là cây dao nhỏ của đối phương có lực sát thương rất cao. Anh ta không dám nghi ngờ gì, người có thể dễ dàng khống chế mình như vậy, giết chế anh ta cũng chỉ như là dẫm chết một con kiến mà thôi. Mộ Dung Nghĩa, mày điên rồi nhỉ? Diệp Vô Phong vỗ vỗ trên người Mộ Dung Nghĩa, điểm mấy huyệt đạo, Mộ Dung Nghĩa liền cứng đờ, chỉ mỗi con người vẫn đang liếc láo liên. Diệp Vô Phong đặt cây dao nhỏ trên bàn trà, đánh giá xung quanh, Mộ Dung Nghĩa, mày sống cũng rất xa xỉ đấy, không tồi không tồi. Mày, mày muốn làm gì hả? Mộ Dung Nghĩa nói lắp. Ồ, Mộ Dung Nghĩa, vừa nãy trong điện thoại, mày đang sắp xếp cái gì đấy? Con người tao ấy, vô cùng xem trọng sự công bằng. Mày đối xử với tao như thế nào, thì tao có thể đối xử với mày như vậy, không sao chứ? Diệp vô phong mỉm cười nói. Mày, mộ dung nghĩa nhịn không được mà sợ hãi, vừa nãy anh ta đang mệnh lệnh cho đám đàn em ra tay, đi đối phó với người nhà của công nhân Hoa Cường. Nếu như Diệp vô phân cũng muốn đối với người nhà của mình như vậy, anh ta thực sự không dám nghĩ tới. Anh ta biết rõ, Diệp vô phong là một cao thủ tuyệt đỉnh, mặc dù là nhà mộ dung, nhưng đắc tội vào một cao thủ xuất quỷ nhập thần như vậy, cũng không khác gì là gặp một tai họa khó mà đối phó được. Chẳng lẽ tai họa này sẽ ập đến người mình đầu tiên sao? Suy nghĩa này như khiến mộ dung nghĩa rơi vào hầm bằng. Diệp vô phong lại đưa điện thoại về phía mộ dung nghĩa, nếu như mày muốn để tao bỏ qua cho người nhà mày, thì lập tức gọi điện cho đàn em của mày, bảo bọn chúng lập tức dừng mọi hành động hãm hại nhân viên hoa cường lại, lập tức thả những công nhân hoa cường đã bắt ra. Không, không thể được." Mộ Dung Nghĩa nghiến răng nói. "Anh Nghĩa, lúc này lại đúng lúc có một cô gái vô cùng xinh đẹp xuất hiện nơi của phòng, chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ." Diệp Vô Phong không cần nhìn cũng biết, chắc chắn đây là một trong số người phụ nữ của Mộ Dung Nghĩa, hơn nữa chắc chắn là người phụ nữ được cưng chiều nhất. Vèo, cơ thể Diệp Vô Phong xông thẳng đến, người phụ nữ căn bản không kịp phản ứng lại, đã bị Diệp Vô Phong nắm lấy cổ, không nói được gì khuôn mặt cô ta tràn đầy sợ hãi, ánh mắt tràn đầy sự cầu cứu mà nhìn qua mộ dung nghĩa, còn tràn đầy cầu xin và cầu khẩn mà nhìn về Diệp Vô Phong. Đừng có lớn tiếng, nếu không, tôi sẽ bẻ gãy cổ cô. Biểu cảm của Diệp Vô Phong rất tàn nhẫn, lạnh giọng mà nói. Ừm, người phụ nữ đó liều mạng mà gật đầu, nhưng mũi của Diệp Vô Phong lại ngửi được một hương thơm rất say đắm lòng người, thiếu chút nữa đã làm cho anh mềm lòng. Diệp vô phong buông lỏng cổ của người phụ nữ ra, nắm chặt cây dao trong tay, chỉ cần giọng cô có gì không ổn, thì con dao này của tôi sẽ xuyên quá tim cô. Vâng vâng vâng, tôi biết rồi, người phụ nữ muốn cách xa Diệp vô phong một chút, nhưng cô ta liền cảm thấy là hai chân của mình lại không nghe theo sự sai khiến của mình. Diệp vô phong khịt mũi, ngửi được một mùi tanh, anh lạnh lùng nhìn mộ dung nghĩa, xem ra, chỗ này của mày còn có cả trẻ con đang bú sữa, này chắc không phải là con gái của mày chứ. chương 278, đàn áp người khác hành động độc đoán. Không, không được đâu, Mộ Dung Nghĩa không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ có thể thấp giọng cầu xin. "Sao? Không được làm tổn thương con tôi." Người phụ nữ đột nhiên cảm thấy chính mình có thể nói chuyện, thế nhưng bản thân lại bị dọa hoảng sợ. Gọi điện thoại, Diệp Vô Phong đưa điện thoại cho Mộ Dung Nghĩa, người sau nhận lấy, làm theo lời Diệp Vô Phong nói, căn dặn đám đàn em, nhưng lúc này bởi vì đang bị Diệp Vô Phong hiếp bức giọng điệu của hắn rõ ràng đã giảm xuống 8 độ, bắt đánh đàn em nhận điện thoại, thế nhưng lại cảm thấy kinh ngạc không thôi. Được, mộ dung nghĩa suy sụp nói. Diệp vô phong chậm rãi nói, mộ dung nghĩa, chắc hẳn anh nhớ rõ, có một cô gái tên là Giang Hải Lan. Hả, tôi không nhớ rõ, mộ dung nghĩa hoảng sợ, hai năm trước, Giang Hải Lan là hoa khôi của trường Đại học Hoa Hải, sau khi bị hắn cưỡng bức, đã trực tiếp tự vẫn nhảy từ tầng 13 ở ký túc xá Đại học Hoa Hải, lúc ấy đã gây chấn động mạnh ở Hoa Hải, thậm chí là cả nước, nhưng cuối cùng cũng chỉ là không giải quyết được gì. Ha ha, còn một người nữa Lý Tiểu Như, trí nhớ của Diệp Vô Phong dường như có vẻ khá tốt. Không, anh đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu, Mộ Dung Nghĩa đương nhiên nhớ rõ, Lý Tiểu Như này chỉ là một cô bé hàng xóm ở một tiểu khu mà hắn sống, chỉ có 10 tuổi, nhưng bởi vì bị hắn sao sao, dẫn tới tinh thần thất thường, cuối cùng lại nhảy sông Hoàng Phố mà chết. Diệp Vô Phong lại liệt kê năm cái tên nữa, Mộ Dung Nghĩa nằm liệt trên sàn nhà, chỉ biết thở dốc. Tống nám nám. Lời nói của Diệp Vô Phong còn chưa nói hết, Mộ Dung Nghĩa đã suốt sắng biện minh cho mình, cô ấy cũng không phải do tôi hại chết. Diệp Vô Phong gật đầu, đúng vậy, nhưng cô ấy là do con ông hại chết. Phù, Mộ Dung Nghĩa thở dài, vẻ mặt xấu hổ. Hắn ta dần dần hiểu ra, động thái của Diệp Vô Phong chính là thẩm phán của mình. Người phụ nữ bên cạnh nghiêm mặt lại, nhớ tới những chuyện đã từng xảy ra với mình, trong lòng vô cùng phức tạp. Nếu không phải bị mộ dung nghĩa cưỡng hiếp, sao cô ta có thể đi theo bên cạnh mộ dung nghĩa, làm công cụ sinh con? Nhưng hiện giờ, cô đã nghiêm nhiên trở thành vợ của mộ dung nghĩa, bởi vậy, cô ta tức giận chừng mắt nhìn Diệp vô phong, anh không có tư cách hỏi những cái này. Bụp, Diệp vô phong trực tiếp đánh vào gáy người phụ nữ, hai mắt cô ta lập tức trợn lên, rồi té xỉu xuống mặt đất không được làm hại cô ấy con cô ấy còn nhỏ sau khi mộ dung nghĩa nói xong giọng điệu trở nên yếu ớt hơn sao tôi có thể phạm phải sai lầm này chứ diệp vô phong tên khốn kiếp này nhất định muốn giết con tao sao mặc dù không giết con trai mình hắn nhất định cũng sẽ lợi dụng điểm yếu uy hiếp mình mộ dung nghĩa tội của ông trồng chất cho nên nếu như ông còn có một chút lương tâm nên biết bản thân ông quả thật chết chưa hết tội diệp vô phong lạnh lùng nhìn hắn nếu tôi là ông, nhất định hổ thẹn không có chỗ dung thân, còn không bằng trực tiếp một dao giết chính mình, còn thoải mái hơn. Lên ken, chiếc dao nhỏ được ném lên bàn trà. "Không, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, Diệp Vô Phong, anh không có quyền." Diệp Vô Phong không phí lời với hắn ta, bỗng nhiên tay phải đấm một đấm vào trán Mộ Dung Nghĩa. Cú đấm nặng của Diệp Vô Phong này, không chút lưu tình. "Phốc, đầu của Mộ Dung Nghĩa" Giống như một quả dưa hấu thối bị đập thành từng miếng, lộ ra ruột. Sau khi Diệp Vô Phong rời đi không lâu, tiếng khóc của trẻ con vang lên trong tiểu viện, nhưng ở trong trang viên của Mộ Dung Thế gia, tiếng khóc của trẻ con như vậy thật sự quá bình thường, không phải người của tiểu viện này, khẳng định cũng sẽ không có ai xuất hiện xen vào việc người khác, bởi vì bất kỳ đứa trẻ nào, nhất định có chuyên gia chăm sóc. Mặc dù là tiếng khóc nỉ non không ngừng, nhất định cũng là bị bệnh rồi chứ? Dựa theo cách bài trí của trang viên mộ dung thế gia, Diệp Vô Phong cảm thấy, với tư cách là chủ gia đình mộ dung hào giang, khẳng định là đang sống ở tiểu viện đầu tiên tại trang viên. Khi còn cách tiểu viện đầu tiên hơn 200 mét, Diệp Vô Phong liền phát hiện trong nháy mắt lực lượng tuần tra được tăng cường. Hơn nữa, toàn bộ xung quanh sân, sáng như ban ngày, căn bản không có góc chết để phòng thủ. Chỗ sáng có đội tuần tra, trong mật thất chạm gác cũng có ít nhất mười mấy người. Diệp vô phong ẩn nấp xong, lẳng lặng buông năng lực nhận biết, tìm kiếm cơ hội tiến vào. Ngũ ra, ngài tha cho tôi đi, cầu xin ngài, buông tha cho cha mẹ tôi được không? Một giọng nói yếu ớt, khiến cho Diệp vô phong chú ý. Ngũ ra, thành viên thứ năm mộ dung tín của gia đình mộ dung sao? Dù sao Diệp vô phong cũng không thể xông vào được ngôi viện đầu tiên kia, liền hướng theo nơi phát ra âm thanh, núp ở một vị trí tương đối trách tiểu viện kia. Đinh Thiến, cố gắng hầu hạ lão tử, không chỉ được hưởng không hết phú quý, còn có thể giữ lại mạng sống cho cha mẹ cô. Đến đây đi, tiếp tục, thổi cho lão tử, tiếng cười ác độc của mộ dung tín, tuy rằng không cao, nhưng cực có uy hiếp. Diệp vô phong vừa nghe xong, liền biết thằng cha này đang bắt nạt một cô gái nhỏ. Anh kiềm nén lửa giận, gión ra gión rén, đi lên tầng 2, đến bên ngoài cửa sổ. Động tĩnh trong phòng nói cho anh biết, Mộ Dung Tín đang hưởng thụ sự phục vụ của cô gái kia, và cô gái đó tên là Đinh Thiến, không chỉ không thành thạo, mà còn cực kỳ hờ hững, càng quan trọng hơn là không cam chịu không tình nguyện, thỉnh thoảng còn thấp tiếng khóc. Nghe âm thanh này, Diệp Vô Phong cảm giác được, cô gái này chắc hẳn không quá 15 tuổi. Diệp Vô Phong rất muốn lập tức ra tay cứu vớt cô gái này, nhưng tình cảnh hiện tại lại làm anh cảm thấy vô cùng khó xử. Trang viên của mộ dung thế gia, phòng thủ nghiêm ngặt, cao thủ quá nhiều, nguy hiểm ở tứ phía nếu muốn cứu cô gái ra khỏi nơi này mặc dù đối với diệp vô phong mà nói cũng khó mà hoàn thành nhiệm vụ mà mộ dung tín cũng là một vị cao thủ lợi hại diệp vô phong muốn dễ dàng chế ngự hắn mà không kinh động những người khác cũng phải dựa vào vận may giống như lúc vừa rồi chế ngự mộ dung nghĩa bởi vì mộ dung nghĩa ở trong trang viên nhà hắn quá buông lỏng mất đi cảnh giác vốn nên có hơn nữa cửa phòng của mộ dung nghĩa căn bản chính là mở rộng Lúc Diệp Vô Phong tiến vào, có thể lặng yên không một tiếng động, mới có thể làm vị đại cao thủ Mộ Dung Nghĩa này không hề cảm giác. Mà hiện tại phòng ngủ của Mộ Dung Tín này, được chốt chắc chắn từ bên trong, bất luận là từ cửa sổ hay là từ cửa ra vào, Diệp Vô Phong ắt phải kinh động đến Mộ Dung Tín, một khi đánh nhau, mặc dù trong vòng 3 chiêu Diệp Vô Phong có thể xử lý Mộ Dung Tín, khẳng định cũng sẽ kinh động đến toàn bộ cao thủ trong trang viên của Mộ Dung thế gia đến lúc đó bị muôn vàn tay đấm và các cao thủ vây quanh xung quanh cho dù diệp vô phong lợi hại kết cục cuối cùng có lẽ là chạy đằng trời diệp vô phong vẫn luôn cố nín hơi thở của mình anh càng không muốn kinh động đến vị bát tí hải thần kia của mộ dung thế gia chính vào lúc diệp vô phong do dự tình hình trong phòng đã xảy ra thay đổi ngũ ra không được đâu cầu xin ngài nhẹ một chút đau a à. âm thanh đau khổ của đinh thiến lọt vào tai diệp vô phong càng làm anh lửa giận cuồng phun, nghiến răng nghiến lợi. Nguyên nhân quan trọng nhất phải tiêu diệt hết mộ dung thế gia, chính là bởi vì bọn họ làm điều ngang ngược, đàn áp người khác hành động độc đoán, làm xăng làm bậy. Diệp vô phong móc dao găm ra, bắt đầu dùng những kỹ thuật cực kỳ chính xác, di chuyển thêm cửa, hy vọng có thể âm thầm đột nhập vào, một chiêu xử lý mộ dung tín. Trong phòng, Đinh Thiến đang bị sao sao, vẫn luôn cúi đầu khóc lóc xin tha, loại tiếng động này, Quả thật giống như đang nắm trái tim Diệp Vô Phong. Răng rắc, cuối cùng then cửa đẩy được ra rồi. Bên trong Mộ Dung Tín đang đắm chìm trong sự hưởng thụ, dường như cũng không cảm thấy được cái gì. Diệp Vô Phong nguyễn cưỡng kiềm chế lửa giận, bằng động tác nhẹ, đẩy cửa phòng ra một chút. Chương 279, giải cứu Đinh Thiến. Quả nhiên, bên trong Mộ Dung Tín đang rơi vào điên cuồng làm nhục, căn bản không cảm thấy Diệp Vô Phong tiến vào. Cơ hội tốt Diệp vô phong chờ tăng tốc, trực tiếp đánh lén, một dao đâm vào giữa lưng mộ dung tín. Chuyện giống như chuyện đánh lén giết người sau lưng này, Diệp vô phong đương nhiên không chỉ làm một lần, nhưng lần này cũng quả thật là bất đắc dĩ. Nếu thời cơ thích hợp, anh nhất định sẽ cho mộ dung tín cơ hội quyết đấu công bằng. Nhưng còn về tên lưu manh đang thực hiện hiếp dâm này, cho dù Diệp vô phong đánh lén giết chết, trong lòng cũng không có chút áy náy nào, ngược lại có một loại kiêu ngạo vì dân trừ hại. Sau khi mộ dung tín bị đâm, toàn thân hắn cứng nở, Diệp vô phong không đợi hắn phun máu, liền một chân đem đá hắn ra xa hơn 3 mét. Sau đó không cần biết đến trên người đinh thiến không một mảnh vải, Diệp vô phong đã bay tới, bịt kín miệng cô. a à, đầu óc đinh thiến trống rỗng, thậm chí căn bản không ý thức được, trước mắt đã xảy ra chuyện gì, nếu cô ta biết mộ dung tín đã chết, nhất định sẽ la hét thất thanh chói tai. Đừng lên tiếng, đợi lát nữa cô sẽ lẻn ra ngoài, trước tiên trốn ở cửa viện, một lát nữa tôi sẽ mang cô ra ngoài. Diệp vô phong cảm thấy thương cảm cho cô gái khốn khổ bị làm nhục, đau lòng không thôi. Ưm, ừ, Đinh Thiến dùng sức gật đầu. Một đôi mắt to cực kỳ đẹp, cũng khó trách Mộ Dung Tín có thể coi trọng cô ta, nhưng điều này đã trở thành thảm họa của cô ta. Hừ, hừ, bên cạnh Mộ Dung Tín, trong ít hầu phát ra âm thanh kỳ dị, toàn thân vặn vẹo, chỉ là chưa đến nửa phút, toàn thân cũng đã buông lỏng, đi đến chỗ Diêm Vương báo danh. Diệp vô phong lo lắng dọa đến Ninh Thiến, không quan tâm cô ta đang không mặc quần áo, trực tiếp bế cô ta lên, đi ra bên ngoài, sau đó lại lấy quần áo cô qua đó, mau mặc vào. Vâng, Ninh Thiến cực kỳ cảm kích, biết vị đại ca này cứu mình, nhưng cô ta cũng biết, trang viên của mộ dung thế gia, há có thể dễ dàng trốn thoát sao. Mặc quần áo vào, tâm trạng Ninh Thiến cũng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều anh, anh đi đi, em trốn không thoát được đâu diệp vô phong thấp giọng nói cô ở lại nơi này mộ dung tín vừa chết nhất định cô cũng không sống được sao mộ dung tín đã chết đinh thiến sợ tới mức toàn thân run rẩy thật vậy sao diệp vô phong gật gật đầu yên tâm tôi sẽ không hại cô chỉ có điều tôi tới đây còn có một số chuyện của mình cô phải ở chỗ này chờ tôi một lát sợ sao tuy rằng đinh thiến sợ muốn chết nhưng cô ta biết chuyện anh cần làm nhất định là chuyện vô cùng quan trọng cô không có quyền yêu cầu anh làm chuyện gì vì cô, càng không thể để anh chậm trễ chuyện quan trọng. Bởi vậy, cô ta cố gắng khống chế sự sợ hãi của mình, run giọng nói, không sợ. Diệp vô phong sờ sờ đầu cô, trong lòng nói thầm một tiếng, đinh thiến, nhất định không được phát ra bất kỳ tiếng động nào. Trừ khi là tôi trở về, bất kỳ kẻ nào không được bước vào. Ưm, ừ, em nhớ kỹ rồi, giờ khắc này trải qua chuyện đêm nay đinh thiến, đã có một bước vọt trưởng thành, trong nháy mắt cảm thấy mình đã trưởng thành. Nhưng lúc cô nhìn thấy Diệp vô phong rời đi, cả người liền trở nên run rẩy. đây là không tự chủ được sao. Năng lực nhận biết thấu trời của Diệp vô phong, đi ra ngoài vài bước, liền cảm nhận được tình hình của Đinh Thiến, trong lòng Diệp vô phong cũng chỉ có thể thầm than cô gái này đã trải qua quá nhiều chuyện. Anh nhanh chóng đi về tiểu viện phía trước, qua đó ẩn náu. Sau khi buông năng lực nhận biết ra, cảm giác tiểu viện đầu tiên này, bên ngoài tuy rằng bình tĩnh, nhưng Diệp vô phong có thể cảm giác được bên trong có hai luồng khí mạnh mẽ, trong đó người mạnh hơn chắc hẳn chính là Bát Tý Hải Thần, hơi yếu hơn chắc hẳn là Mộ Dung Hào Giang. Bát Tý Hải Thần là chiến thần cấp cao thủ cùng đẳng cấp với mình, nếu Diệp vô phong lẻn vào trong, nhất định sẽ bị Bát Tý Hải Thần phát hiện đầu tiên. đến lúc đó một khi trận chiến bắt đầu, chỉ sợ cũng không có cơ hội mang Đinh Thiến đi. Diệp vô phong vẫn luôn cân nhắc, cuối cùng quyết định vẫn là nghĩ cách thoát khỏi nơi này. vì thế anh lại giống như ảo ảnh xuất hiện bên cạnh đinh thiến trước tiên vẫn là biệt kín miệng cô em gái chuẩn bị rời đi đinh thiến dùng sức gật đầu cảm giác được diệp vô phong buông lỏng ra cô thấp giọng nói anh chuyện của anh làm xong rồi sao cho dù vị này là người nào mạng của cô đều là anh cứu tương lai của cô e rằng cô dùng cả đời cũng chả không hết đi theo bên cạnh diệp vô phong cô có thể cảm giác được diệp vô phong không cam lòng nhưng Diệp Vô Phong không từ bỏ cô. Phía trước chính là đội tuần tra, Diệp Vô Phong ôm chặt cô, bước chân nhanh nhẹn, ôm cô chạy hơn 10 mét, giấu ở chỗ tối. Cô không dám hít thở, dùng sức cắn răng, sợ phát ra âm thanh, một khi bại lộ, chỉ sợ hai người bọn họ không có cách nào đi ra ngoài. Cái ôm của anh rất ấm áp. Cô rất muốn mãi mãi có thể ở trong lồng ngực ấm áp của anh, nhưng cô không dám có loại hy vọng xa vời này. Tránh khỏi đội tuần tra, Đinh Thiến liền cảm thấy mình được Diệp Vô Phong ôm, bay lên trời. Cô tiếp tục liều mạng cắn răng, trong lòng kinh hãi thiếu chút nữa dọa chết cô. Chờ đến khi Diệp Vô Phong ôm cô, với năng lực siêu việt của người thường, leo lên đầu tường, lúc người nhẹ nhàng dừng ở bên ngoài trang viên, Đinh Thiến căng thẳng tới nỗi hít thở không thông, cả người hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi. Sau khi rời khỏi bức tường của viện vài trăm mét, lúc này Diệp Vô Phong mới đặt Đinh Thiến xuống mặt đất. Hai đầu gối Đinh Thiến mềm nhũn, quỳ dạp xuống mặt đất liền dập đầu anh, anh là ân nhân của em, đinh thiến em cả đời này đi theo anh, làm trâu làm ngựa cho anh. Mau đứng lên, đứa nhỏ ngốc, em còn nhỏ, còn phải tiếp tục đi học. Diệp vô phong vội vàng nâng cô dậy, nơi này còn rất nguy hiểm, chúng ta tiếp tục đi về phía trước, em có thể đi được không? Có thể, tuy rằng đinh thiến vừa mới bị mộ dung tín làm nhục, nhưng cô thật sự đúng là một đứa trẻ kiên cường, hơn nữa. Cô đã được Diệp vô phong ôm lâu như vậy, cảm thấy anh nhất định mệt muốn chết rồi. Hai người đi được hơn một cây số, Diệp Vô Phong nhìn ra thể lực của Đinh Thiến đã chống đỡ hết nổi, sau khi xác nhận đã an toàn, gọi điện thoại cho Hàn Kỳ, bảo anh ta không cần bật đèn xe, lái xe qua đây đón. Cô ấy là, Hàn Kỳ lái xe qua đèn tối om, lúc nhìn thấy cô gái nhỏ, lập tức kinh ngạc không thôi. Trở về rồi nói, Diệp Vô Phong túm Đinh Thiến lên xe, Hàn Kỳ lập tức lái xe rời đi. Diệp Vô Phong yên lặng ở trên xe soạn tin nhắn, kể lại ngắn gọn cuộc gặp gỡ Đinh Thiến với Lâm Thư Âm, cũng dặn dò cô, nhất định phải chăm sóc tốt cô bé đáng thương này. Lâm Thư Âm vừa xem, lập tức nhắn lại, yên tâm đi. Em sẽ chăm sóc tốt cô ấy. Lúc Đinh Thiến nhìn thấy ba cô gái Lâm Thư Âm, Tiêu Tường và Bạch Nhạn Phỉ, sợ tới mức co rụt lại ở một bên không dám nói lời nào. Rốt cuộc vẫn là Tiêu Tường đã từng sống một cuộc sống nghèo khổ, ngay sau đó ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ mà gỡ bỏ chướng ngại tâm lý của Đinh Thiến, thế mới biết, cha mẹ Đinh Thiến bị đám đàn em của mộ dung tín uy hiếp, liền phái hàn kỳ, đón cha mẹ Đinh Thiến qua đây. Sau khi cả nhà đoàn tụ, ai cũng khóc. Diệp vô phong nói, bây giờ cả nhà Đinh Thiến không thể tùy tiện lộ diện, nếu không có thể mộ dung thế ra sẽ trả thù. Thư âm, phiền em giúp bọn họ sắp xếp một chút nhé. Chờ khi sóng gió qua đi, sau đó nghĩ cách giúp Đinh Thiến sắp xếp một trường học để đi học. Vâng, Lâm Thư âm gật đầu, dắt theo Đinh Thiến đi tắm rửa thay quần áo. Tiêu tường đi vào phòng Diệp vô phong, ngài Diệp, anh ở trang viên mộ dung thế gia, rốt cuộc làm cái gì? chương 280, hai người mất mạng. Diệp vô phong kể lại đơn giản quá trình giết chết hai người trong gia đình mộ dung, tiêu tường nghe được mở to hai mắt cái gì? Mộ dung nghĩa và mộ dung tín đều đã chết, lúc này toàn bộ mộ dung thế gia chắc hẳn đều chấn động. E rằng toàn bộ cảnh sát hoa hải, đều sẽ lập tức hành động. Cho nên, Đinh Thiến tuyệt đối không thể lộ diện, phải đưa về trụ sở công ty Hoa Cường qua đêm. Còn nữa, anh phải có chứng cứ không ở hiện trường, nếu không anh sẽ phạm vào tội giết người. Ừm, cô đi sắp xếp một chút đi. Diệp vô phong gật gật đầu với tiêu tường. Vâng, tiêu tường rất dứt khoát, đồng ý một tiếng, xoay người đi ra ngoài, bắt đầu nghĩ cách thao túng để theo dõi, để Diệp vô phong thoạt nhìn vẫn luôn đang ở công ty Hoa Cường, buổi tối căn bản không đi ra ngoài giết người rồi, giết người rồi, một tiếng tiếng thét chói tai của một người phụ nữ vô cùng hoảng sợ, cắt ngang bầu trời đêm của trang viên mộ dung thế gia. Bát tí hải thần là thần hộ mệnh của mộ dung thế gia, sau khi nghe thấy âm thanh như vậy, là người đầu tiên xuất hiện ở trên nóc nhà nơi cao nhất của trang viên, hắn lệnh giọng quát là kẻ nào. Dám can đảm đến mộ dung thế gia làm loạn, bát tí hải thần ở đây, xuất hiện ra đây. Đội ngũ tuần tra, lập tức có người chạy tới, ông hải thần không phát hiện kẻ địch, nhưng, cậu hai cậu ấy, đã chết. Cái gì, mộ dung nghĩa, các ngươi là nói, mộ dung nghĩa, hắn đã chết. Bát tí hải thần sao có thể tin được. Đội viên tuần tra kia chỉ cảm thấy hoa mắt, bát tí hải thần như một con con chim lớn, từ nóc nhà bay vút xuống, tới trước mắt hắn, túm cổ áo hắn lên, nói. Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Bà hai, tiếng hét vừa rồi, là bà hai kêu, bà ấy nói, cậu hai đã chết. Tôi tới để báo tin, đội viên tuần tra kia vội vàng giải thích. Vèo, trong cơn phẫn nộ bát tí hải thần, lập tức ném đội viên tuần tra kia văng ra hơn 5 sau mét, sau đó bước chân như bay, đi đến chỗ ngộ dung nghĩa. Đồng thời, bát tí hải thần vận khởi thần công, dương giọng hét lên, mọi người nghe rõ cho ta. Mỗi người thực hiện nhiệm vụ của mình, mọi người ở tại chỗ, không được làm loạn. Không được hoảng sợ, ai dám chạy loạn, giết không tha. Giọng nói của Bát Tý Hải Thần quanh quẩn ở trong trang viên mộ dung thế gia trong trời đêm, mỗi người đều cảm thấy giống như đang nói ở bên tai mình, đặc biệt rõ ràng. Đây là biểu hiện của thần công. Mộ Dung Hào Giang cũng phi thân đến, Bát Tý Hải Thần vừa đến tầng hai tiểu viện của Mộ Dung Nghĩa, Mộ Dung Hào Giang liền đến. Nghĩa Nhi, con làm sao vậy? Con xảy ra chuyện gì vậy chứ? Vèo, Bát Tý Hải Thần nắm lấy bả vai của Mộ Dung Hào Giang, chủ nhân, người không được đi vào. Tôi vào trước xem xét một chút rồi nói. Hắn lập tức căn dặn thiết lôi nghe tin rồi tới, đỡ lấy chủ nhân. Lúc này Mộ Dung Nhân và Mộ Dung Lễ cũng tới rồi, lập tức đỡ Mộ Dung Hào Giang, "Cha, cha đừng vội, em hai em ấy sẽ không có việc gì." Mộ Dung Lễ gật đầu nói, "Đúng vậy, cha, anh hai anh ấy võ công cao cường, cho dù là thần tiên đại la cũng không thể nào giết anh ấy ở đây. Cha nhất định đừng lo lắng, đừng nóng vội rồi hại thân mình." có sư phó ở đây, nhất định có thể cứu sống anh hai trở lại. Bát tí hải thần đã nhìn thấy mộ dung nghĩa, nếu nghe được những lời này của mộ dung lễ, nhất định sẽ mắng té tát thứ chết tiệt. Đầu óc đều đã đập thành dưa hấu, sao tôi có thể cứu sống chứ? Trong ngực bát tí hải thần như có một hòn đá khổng lồ đè ép, hắn yên lặng che phần đầy của mộ dung nghĩa lại, xoay người đi ra, khi nhìn thấy biểu cảm nôn nóng của mộ dung hào giang, bát tí hải thần buồn bã lắc đầu chủ nhân, xin hãy nén bi thương. Cái gì? Nghĩa Nhi thằng bé thật sự đã chết sao? Mặc dù Mộ Dung Hào Giang đã từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng nghe tin con trai mình chết, vẫn là không thể thở được, sau đó liền ngất đi. Hai người Mộ Dung Nhân và Mộ Dung Lễ nhanh chóng đỡ lấy, "Bố, bố bảo vệ thân thể chứ." "Nhân Nhi, bảo vệ cho chủ nhân, Lễ Nhi, theo tôi đi điều tra." Bát Tí Hải Thần cũng từ trong sóng to gió lớn tới đây, mặc dù là gặp phải tình thế nguy hiểm như vậy, cũng lập tức trở nên bình tĩnh vâng thông báo với mọi người đều ở nguyên trong nhà mình không được ra ngoài chờ cha hỏi mộ dung lễ cũng phản ứng lại vội vàng tuyên bố mệnh lệnh lửa giận trong lòng bát tí hải thần cuồng phun hận không thể lập tức tìm được hung thủ băm thây đối phương thành nhìn mảnh ánh mắt hắn đảo qua bỗng nhiên cảm thấy có chút khác thường lễ nhi hai người có phát hiện tin nhi hay không em năm em năm em ở đâu mộ dung tín cậu ở đâu ra đây Xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu lập tức ra đây cho tôi." Mộ Dung Lễ giống lên một tiếng, trong nháy mắt nâng cao lên 8 độ. Hắn hiểu rõ, lão ngũ Mộ Dung Tín thích nhất ngủ với con gái còn trẻ, chẳng lẽ đêm nay hắn lại đi ra ngoài tìm kiếm con mồi. Thật là đáng chết, đây là lúc nào chứ, lại có thể thế không ở nhà. Trong lòng Bát Tí Hải thần chợt có dấu hiệu cảnh báo, hắn vận khởi công lực, dương giọng nói, lập tức kiểm tra viện của Mộ Dung Tín, xem hắn có ở đó không đêm nay ai đã gặp mộ dung tín, lập tức qua chỗ tôi thông báo. Mộ dung lễ phi thân đến tiểu viện của mộ dung tín, cậu năm, cậu ra đây cho tôi. Ra đây ngay, sau khi hắn gào thét, giọng nói đã thay đổi, bởi vì hắn cũng có dự cảm bất thường. Phi thân luồn vào tòa nhà nhỏ của mộ dung tín, mộ dung lễ nhìn thấy cửa phòng mở rộng ra, bóng dáng chật lóe. lúc tiến vào phòng, đã thấy co do ở góc tường, mộ dung tín đã chết lõa lồ. Em năm, Mộ dung lễ la lên một tiếng, luồn qua đó, ôm lấy mộ dung tín, nước mắt giàn ruộng, em năm. Em làm sao vậy, em tỉnh lại đi, đừng hù dọa anh. Hắn và mộ dung tín có mối quan hệ cực tốt, tận mắt nhìn thấy em năm ngã vào vũng máu bên trong, cú sốc bất ngờ này xảy ra, làm cho đầu óc hắn trống rỗng. Giao, bát tí hải thần cảm thấy mộ dung lễ khác thường, xuất hiện bên cạnh mộ dung lễ, như một bóng ma tin nhi hắn cũng đã chết sao. Đúng vậy, sư phó đây là huyết hải thâm thù sư phó chúng ta phải báo thù mộ dung lễ nói năng có chút lộn xộn bát tý hải thần gật gật đầu thù đương nhiên phải báo nhưng việc hiện tại chúng ta phải làm vẫn là phải báo cảnh sát trước báo cảnh sát mộ dung lễ nghi ngờ sư phó đây nhất định là giang hồ báo thù kẻ thù của chúng ta nhất định là diệp vô phong báo cảnh sát có ích lợi gì bát tý hải thần thầm nghĩ trong lòng với bản lĩnh của Diệp Vô Phong, cho dù chúng ta biết rõ hắn là hung thủ, lại không thể làm gì được hắn ta. Vẫn là giao cho cảnh sát đi, ít nhất có thể khiến cảnh sát xác định được Diệp Vô Phong là hung thủ. Kế tiếp, lại nghĩ cách diệt trừ Diệp Vô Phong. Báo cảnh sát là để tìm được thủ phạm, Bát Tí Hải Thần chậm rãi nói, trước tiên đặt tin nhi xuống, chờ cảnh sát tới khám xét hiện trường. "Hả, được rồi, Mộ Dung Lễ đã hiểu, đặt Mộ Dung Tín xuống." liền gọi điện thoại báo cảnh sát, alo. 113 phải không, nơi này là. Bảo vệ tốt hiện trường, bát tí hải thần dặn dò một tiếng, bóng dáng liền biến mất, một lát sau, liền xuất hiện ở chỗ ở của mộ dung hào giang, nhìn thấy tinh thần mộ dung hào giang vẫn luôn hoảng hốt, hắn ta liền kề sát tay phải của mình vào phía sau lưng mộ dung hào giang, vận khởi công lực, giúp ông ta chấn tĩnh tinh thần. Nôn mửa, nửa giờ sau, cuối cùng mộ dung hào giang phun ra máu đen, chậm rãi tỉnh lại, nghĩa nhi. Con của ta, con chết như thế nào vậy? Mộ dung hào giang ta kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh thế này. Hu, bát tí hải thần cũng đau lòng không thôi, nắm lấy tay mộ dung hào giang nói, chủ nhân, xin người nhất định phải nén bi thương. Còn có một tin tức bất hạnh nữa, tin nhi cậu ấy cũng đã chết. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 280